Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Kiệt Sâm ra tay. Không xong, tiểu huynh đệ, mau lui lại. Cảm nhận được uy lực kinh khủng của phong nhận, trên mặt của Định Á Từ lộ ra hoảng sợ, hai mắt trợn tròn giống to. Hắn có thể cảm nhận được uy lực một chiêu này của Ma Căn rất lớn, cho dù là hắn uống qua linh dược tề vẫn không thể ngăn trở. Thanh niên kia chỉ khoảng hơn 20, làm sao mà chống được. Nhưng mà Lạc Khổ Ân làm như không hề nghe được tiếng giống giận sợ hãi của Địch Á Từ, trên mặt không hề có chút biến hóa, thân hình vẫn đứng nguyên ở tại chỗ đó, chỉ đem Vạn Mộc Hoàng Trượng trong tay đánh ra. Đầu của Vạn Mộc Hoàng Trượng bỗng nhiên đem thẳng vào trên phong nhận cực lớn của Ma Căn. Thời gian trong lúc này như chợt dừng lại, ngay lập tức, một màn khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi đã xảy ra, một đạo thanh sắc quang mang chói mắt lóe sáng. Thanh âm tiếng nổ đùng vang lên, phong nhận của Ma Căn không ngừng rung rung, thoáng chốc liền tán loạn, biến thành phong hệ linh lực nguyên tố đầy trời, tiêu tán trong thiên không. Thanh sắc quang mang phá vỡ phong nhận liền không chút lưu tình, trùng kích thẳng về hướng Ma Căn cách đó không xa. Ma Căn, có chừng! Ở gần bên trong miệng của Lai Duy Đặc hoảng sợ giống to. Cái gì? Nhìn thấy một màn ngoài ý liệu, hai mắt của Ma Căn trợn trừng tròn xoe, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Trên mặt đất mang theo vẻ kinh hãi, trường bào tung bay. Trong thời khắc này, hắn liền bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Linh lực trong thân thể hắn phóng mạnh lên trên trời, trường kiếm hảo quang vạn trường hung hăng bổ lên người của thanh sắc quang mang của Lạc Khổ Ân. Thanh âm tiếng quanh mình cực đại, vang đình tai nhức óc trong thiên địa. Trường kiếm liền kích, thanh sắc quang mang lập tức bị rách nát. Thanh sắc quang mang phá vỡ trường kiếm lại rút nhỏ hơn một vòng, hung hăng kích thẳng vào ngực của Ma Căn. Máu tươi từ trong miệng của Ma Căn phun trào, mặt hắn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thân thể bị uy lực bạo tạc ném văng ra ngoài. Thân hình của Lạc Khổ Ân khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Mau ngăn hắn lại! Trong miệng của Lai Duy Đặc phát ra tiếng gào thét. Chết đi! Trong thời khắc nguy cấp, trong miệng của Áo Đức Mạn cùng Bình Tỳ đều phát ra tiếng gào to. Một đạo kim sắc kiếm hồng cùng một đầu hỏa diễm cự long giống giận nhắm ngay Lạc Khổ Ân hùng hằng đánh úp. Trong miệng của Lai Duy Đặc cũng gào to, trong tay hắn đã mất đi búa lớn, thổ hệ linh lực trong cơ thể sôi trào, hai mắt bắn ra tinh mang, linh lực thất giai cao cấp khủng bố ngưng tụ hắn, nhắm ngay Lạc Khổ Ân hùng hằng đánh ra một quyền. Xú tiểu tử, chết đi! Thanh âm đình tai nhức óc vang lên, thổ hệ linh nguyên tố hằng lâm, một quyền của Lai Duy Đặc đánh vỡ không khí, hư không áp xúc, thổ nguyên tố vô tận ngưng tụ thành, nên nắm đấm của Lai Duy Đặc giống như một ngọn núi cao, bao bọc theo lực lượng không gì sánh kịp của hướng Lạc Khổ Ân. Thổ hệ áo nghĩa, húc thái nhạc áp đỉnh. Trong miệng của Lạc Khổ Ân hừ lạnh, gương mặt không chút biểu tình, tiếp tục huy động Vạn Mộc Hoàng Trượng. Một đạo thanh sắc quang mang chói mắt từ trong Vạn Mộc Hoàng Trượng bắn ra, tạo thành một tấm chắn cực lớn ngay trước người của hắn. Từng đạo thanh mang phóng khích ra khỏi tấm chắn, từng đạo linh phù cùng linh vân phức tạp huyền ảo không ngừng lưu chuyển, đại biểu cho một phiến thiên địa mộc hệ pháp tắc vững vàng bất động không gì địch được. Trong thoáng chốc, kim sắc kiếm hồng, hỏa diễm cự long cùng ngọn núi cao quay cuồng, ba đạo công kích cực lớn của hắn thành tấm chắn nặng nề và chạm cùng một chỗ. Một màn làm người ta và Lai Duy Đặc không dám tin, liền hiện ra, thanh sắc tấm chắn mà Lạc Khổ Ân thi triển ra bị công kích mãnh liệt vẫn cứng rắn bất động, mà toàn bộ công kích của bọn hắn phảng phất như đứng tại trứng chọi đá, lập tức tán loạn ra tàn rã, một lần nữa biến thành vô số nguyên tố linh lực chậm rãi tiêu tán bên trong không khí. Cái gì vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Tên này thực sự là đáng sợ. Chúng ta phải chạy mau. Trong miệng của ba người Lai Duy Đặc giống lên, nội tâm cảm thấy vô cùng khiếp hãi, thân hình bật lui rất nhanh. Thủ đoạn của Lạc Khổ Ân làm bọn hắn hoàn toàn bằng giá, rốt cuộc không có chút lòng tin phản kháng. Linh lực trong cơ thể tăng tới mức nhất định, muốn chạy thoát. Tới lúc này mà vẫn muốn rời đi sao? Đã chậm rồi, một đám lưu lại đây hết cho ta. Trong miệng của Lạc Khổ Ân phát ra thanh âm lãnh khốc, thành sắc chấn tiêu tán, Vạn Mộc Hoàng Trượng trong tay hắn nắm ngay ba người, hùng hằng vùng tới. Mộc Chỉ Áo Nghĩa, Khô Mộc Phùng Xuân. Lạc Khổ Ân quát to, thân hình của hắn phát tán ra thành sắc quang mang vạn trượng, thành sắc cực quang này bao phủ đầy trời, bao trùm khắp trời đất, đan xen mọi chỗ, từ khắp bốn phương tám hướng bao phủ lên người của Lai Duy Đặc, chẳng khác gì hồng thủy ngập trời, lập tức bao trùm cả ba tên. Nhìn thấy một màn làm cho người ta phải sợ hãi,
Trong miệng của ba người Lai Duy Đặc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn chợt cảm giác có một loại lực lượng đang không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể mình, không ngừng rút ra linh lực thất giai tản phát ra ngoài. Cút! Cút! Phá! Phá cho ta! Ba người này không ngừng kêu lên thảm thiết, vũ khí trong tay không ngừng chém xuống, giãy giụa, muốn thoát ra khỏi thanh sắc cự quang bao vây, nhưng chỉ là vô dụng, chỉ có thể chờ bắt nhìn linh lực trong thân thể của mình bị hấp thu. Ngay sau đó toàn thân vô cùng suy yếu, cuối cùng ngay cả phi hành cũng không thể nổi nữa. Chết đi! Hàn quang lóe lên trong mắt của Lạc Hố Ân, vạn mộc hoàng trượng liền thu lại. Cơ thể của ba người Lai Duy Đặc phát ra tiếng nổ vang, thân hình không ngừng giãy giụa hoàn toàn dừng lại. Đôi mắt phẫn nộ sợ hãi biến thành tàn rã, mất đi thần thái. Lại còn lại ba bộ thi thể không chút sinh cơ nặng nề từ trên không trung ngã xuống, đập mạnh trên mặt đất. Đây là... Nhìn thấy một màn hùng hãn, Định Á Từ há hốc miệng sững sờ nhìn Lạc Hố Ân, hoàn toàn không biết nên nói gì. Lai Duy Đặc là hoàng linh sư cao cấp, mà Áo Đức Mạn cùng với Bình Tỷ cũng là trung cấp cùng đề cấp. Ba người liên thủ ngay cả hắn uống linh dược tề mà cũng không đánh thắng. Nhưng ở trong thanh niên tóc nâu kia lại chỉ vài chiêu lại bị đánh chết, làm nội tâm của Địch Á Tư vô cùng rung động. Đám tướng sĩ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc khi nãy còn đang đuổi giết người của hỗn loạn chỉ lĩnh, nguyên một đám đã dừng tay, sững sờ nhìn một màn như vậy, trong lòng không khỏi tránh một mảnh cho tàn. Binh sĩ của hỗn loạn chỉ lĩnh cũng dừng lại, không có ý chạy tán loạn nữa, trong miệng phát ra tiếng hô to hưng phấn. Tuy bọn họ không biết hai người này mới xuất hiện là ai, nhưng ba hoàng linh sư của Thập Tam Vương Quốc bị tử vong thì bọn họ vẫn phân biệt được rõ ràng. Sư phụ, còn thừa một tên cuối cùng, để cho ta đi giết hắn. Đánh chết xong ba người Lai Duy Đặc, Lạc Hố Ân đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Ma Căn đang điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Sau khi bị Lạc Hố Ân kích thương, Ma Căn biết rõ mình không thể địch lại, nhờ vào ưu thế và tốc độ phòng hệ linh sư rất nhanh của bản thân, tránh thoát chiêu thức của Khô Mộc Phụng Xuân của Lạc Hố Ân, sau đó không dám quay đầu lại nhìn trực tiếp tăng độ lên cao. Nhất thời trốn tránh về phương xa. Lạc Khổ Ân, ngươi không cần đuổi theo đâu. Ngay khi Lạc Khổ Ân định đuổi theo, Kiệt Sâm lên tiếng. Hắn trốn cũng không thoát. Trong ánh mắt nghi hoặc của ba người Lạc Khổ Ân, Địch Á Tư và Bỉ Lợi Thì, trên mặt của Kiệt Sâm hiện ra tia cười lạnh. Một đạo ngũ sắc quang mang trên người hắn bay lên, ánh mắt lãnh khốc hướng Ma Căn La lao tới. Tay phải của Kiệt Sâm duỗi ra, một cỗ uy áp đáng sợ thoáng chốc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Chỉ trong tích tắc, thiên không như ảm đạm, tất cả mọi người cảm giác hít thở không thông, cơ hồ không cách nào hô hấp. Một cỗ hấp lực kinh người cực lớn xuất hiện, Ma Căn vốn đã cách mọi người rất xa, nhưng bị một trảo của Kiệt Sâm thân hình bỗng nhiên bị đình trụ trong hư không, không ngừng giãy giụa. Xa xa trên bầu trời, trên mặt của Ma Căn tràn đầy hoảng sợ, linh lực không ngừng phóng thích, muốn thoát khỏi cỗ hấp lực vô hình kia. Nhưng thực lực của hắn làm sao mà không thoát khỏi khống chế của Kiệt Sâm, một mực bị giam cầm trong hư không. Không chút nhúc nhích. Chết đi. Hãy nhớ rõ, nếu có kiếp sau thì hãy cố gắng làm một người tốt, đừng tiếp tục nghĩ tới xâm lấn hỗn loạn chỉ lĩnh của ta. Gương mặt Kiệt Sâm không chút biểu tình, trong miệng đạm mạc lên tiếng, thanh âm như vượt qua cự ly không gian lập tức vang vọng bên tai của Ma Căn. Ngươi không thể giết ta. Ta là người của Tiệp Bá Vương Quốc. Ngươi giết ta, Đại Tư Đinh đại nhân sẽ thay ta báo thù. Sử Lại Mỗ đại nhân sẽ thay ta báo thù đó. Ngươi không thể giết ta. Mà càng sợ hãi giống lên. Nhưng Kiệt Sâm căn bản không hề để ý, tay phải biến thành chộp xuống như muốn bóp vỡ khí cầu, xa xa nhắm ngay Ma Căn, nắm lại bàn tay. Không! Ma Căn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ kêu lên. Thanh âm tiếng nổ đùng vang, tiếng giống thê lương của Ma Căn chợt dừng bặt. Thân thể của hắn bạo liệt biến thành huyết vũ tung bay đầy trời, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn lâu lâu trong thiên địa. Trong vài phút, trước bốn gã hoàng linh sư vẫn thật hung hăng, càn quấy, uy phong lẫm lẫm, hiện tại đã hoàn toàn mất mạng. Trên bầu trời nhuốm máu, cơn gió lớn mang thêm mùi máu tươi không ngừng gạo thét phát ra tiếng vang ù ù không thôi. Địch Á Tư, Bỉ Lợi Thì cùng toàn bộ tướng sĩ song phương đều trợn mắt há mồm nhìn một màn như vậy. Cả không gian này thoáng chốc biến thành một mảnh tĩnh mịch. Chỉ giơ tay nhấc chân, Kiệt Sâm đã đem hoàng linh sư cao cấp phong hệ linh trụ, sau đó một chiều đánh xa, đánh chết. Trên bầu trời phía xa, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn một màn như vậy, trong nội tâm nhận thấy trùng kích chưa từng có từ trước tới nay, không dám tin tưởng vào đôi mắt đó. Hai con người Địch Á Tư cùng Bị Lợi thì kinh hãi, trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt không chút biểu tình của Kiệt Sâm, thần sắc ngẩn ngơ. Trước đó là Khổ Ân dùng lực lượng một người chiến đấu với Lai Duy Đặc,
Áo Đức Mạn cùng Bình Tỳ, sau đó giết chết, làm cho A Địch Tư cùng Bị Lợi Thì đã vô cùng giật mình. Hiện tại sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm ra tay, hai người này lại càng đứng ngây ngốc bất động không thể nhúc nhích. Thực sự là Kiệt Sâm biểu hiện quá mức khoa trương. Mà cần là ai? Cao thủ thứ hai của Tiệp Ba Vương Quốc, Hoàng Linh Sư cao cấp phong hệ, cho dù là một gã đế linh sư bát giai đệ cấp muốn giết hắn, ít nhất còn phải giao phong một lát, nhưng mà Kiệt Sâm thì sao? Cứ một chảo trên hư không như vậy, mà cần chứ danh tốc độ đã bị giam cầm, sau đó nhẹ nhàng nhận nắm tay hắn. Mà cần liền không còn hài cốt, đó là Hoàng Linh Sư cao cấp cơ mà, như vậy lực lượng là thế nào? Một màn rung động như vậy làm cho Địch Á Tư và Bị Lợi Thì không cách nào hiểu nổi. Trong khoảnh khắc này, giết chết đám người của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Sống lên đi các huynh đệ, thời điểm báo thù của chúng ta đã đến rồi. Trốn mau, chúng ta chạy mau. Mà cả đại nhân bọn hắn đều đã chết hết rồi, rút lui mau. Thanh âm tiếng chém giết trùng thiên, tiếng giống giận dữ vang lên khắp nơi. Binh sĩ của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc trước đó còn đang đuổi diễn binh sĩ hỗn loạn chỉ lĩnh, hiện tại trên mặt đầy hoảng sợ, nguyên một đám vội vàng chạy lui. Ngay cả tổng chỉ huy Ma Can bọn hắn còn bị giết chết. Những tướng sĩ tép dìu như bọn hắn còn chém giết được gì trên chiến trường? Trên Tư Đặc Ân Đại Lục, chính thức quyết định một cuộc chiến dịch chính là đối kháng vũ lực đỉnh phong. Kiệt Sâm đại nhân, địch nhân đã tàn tác, chúng ta hãy giết chết chúng đi. Địch Á Tư cùng Bị Lợi Thì hồi phục lại tinh thần, kích động nhìn qua Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn. Đã hơn một năm nay đội ngũ của hỗn loạn chỉ lĩnh liên tiếp bại lui. Địch Á Tư bọn họ bị đuổi giết không biết bao nhiêu lần, mỗi chiến dịch đều bị thất bại chấm dứt. Hôm nay Kiệt Sâm xuất hiện làm cho hỗn loạn chỉ lĩnh rất khó có được một lần thắng lợi. Một cảm giác muốn thoải mái chém giết đầm đìa, báo thù tràn ngập trong lòng hai người. Nhìn qua thần sắc kích động của Địch Á Tư cùng Bị Lợi Thì, cùng với đội ngũ thối lui điên cuồng của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc bên dưới, Kiệt Sâm im lặng chốc lát rồi gật đầu nói: "Được, vậy thì các người cứ truy kích đi." "Vâng." Địch Á Tư cùng Bị Lợi Thì đồng thành đáp, sau đó điên cuồng bảy vút, giống như hổ vào đàn dê, xông thẳng tới đội ngũ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. "Giết!" Tiếng giống giận dữ xung quanh, kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Kiệt Sâm nhìn trạng diện máu chảy thành sông bên dưới, im lặng thở dài. "Đây là chiến tranh sao?" Kiệt Sâm tự hỏi mình cũng không phải là người nhân từ, trên đường phát triển cũng liên tục đánh bại địch nhân. Bởi vì kiếp trước sinh ra trong thiên địa hòa bình của Linh Đấu Đế Quốc, vì vậy cảnh trọng chiến từ trong thương vô số trước mặt Kiệt Sâm vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đã trùng kích nội tâm hắn rất lớn. Ở bên cạnh, thân thể của Lạc Khố Ân cũng khẽ run, tâm địa của hắn vốn rất thiện lương, bảo hắn đánh chết vài địch nhân hắn sẽ không do dự ra tay. Nhưng giống như Địch Á Tư bọn họ trần trụi tàn sát người khác, cho dù là tướng sĩ của địch quân, hắn lại không cách nào cầm lòng. Đã có Địch Á Tư cùng Bị Lợi Thì gia nhập, toàn bộ chiến trường liền nghiêng về một bên. Chỉ một lát sau, những tướng sĩ của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đã không còn chịu đựng được nữa. "Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng!" Đừng giết! Chúng ta đầu hàng! Toàn thân bọn hắn đẫm máu, vội vàng vứt bỏ vũ khí trong tay, cũng không chạy trốn. Nguyên một đám đứng im giống to, mà còn bọn hắn vẫn im lặng, khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu. Mà Địch Á Tư cùng Bị Lợi Thì đuổi giết là bọn hắn hiểu được. Nếu như không đầu hàng thì chỉ có con đường chết thôi. Vậy nhưng, những binh sĩ của hỗn loạn chỉ lĩnh vừa trở về từ con đường thương vong, đã giết đào cả mắt, nhất thời không cách nào dừng lại, vẫn không ngừng vung xuống vũ khí trong tay. Mà tướng sĩ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc lại mặc cho đối phương giết chóc, không còn phản kháng. Bọn hắn cũng không còn cách nào phản kháng nữa đâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thế cục bức thiết. Dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm như lôi đỉnh vang vọng trên không, một thân ảnh bay vút lên trên bầu trời. Người kia chính là Địch Á Tư đại trưởng lão, hắn kích động nhìn xuống binh sĩ đang chém giết bên dưới. Địch nhân đã đầu hàng rồi, chúng ta đã thắng lợi, đã thắng rồi, không cần phải giết nữa, chúng ta đã thắng rồi. Trong miệng của Địch Á Tư quát to, không biết vì sao trong thời khắc này, mặt mũi của hắn chợt chua xót không thôi. Chúng ta đã thắng rồi! Thắng rồi! Trong tiếng quát to của Địch Á Tư, rất nhiều binh sĩ hỗn loạn chỉ lĩnh đều dừng tay. Trong miệng thì thào, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Thắng lợi thực sự là đến không dễ dàng. Đã hơn một năm nay,
Cuộc chiến giữa Nam vực Thập Tam Vương quốc cùng Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh đã hơn một năm rồi. Tổng chỉ huy cấp bậc Hoàng Linh Sư của đối phương chết đi cả bốn người. Đại thắng lợi huy hoàng như vậy chính là lần đầu. Địch Á Từ đại nhân, không biết hai vị đại nhân đột nhiên đuổi tới là ai? Nếu có thể, để cho chúng ta cảm tạ đối phương một chút. Đột nhiên trong đám người có quan quân hô to. Đúng thế đó, để cho chúng ta phải cảm tạ một chút. Những binh sĩ còn lại đều hét lên. Kiệt Tư đại nhân. Hốc mắt Địch Á Từ chợt đỏ lên, giờ phút này không kìm được, ánh mắt chợt mơ hồ. Kiệt Tư đại nhân à, Kiệt Tư đại nhân. Kiệt Tư đại nhân của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh chúng ta đã trở về rồi. Hắn trở về cứu vớt Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh chúng ta. Địch Á Từ kích động lớn tiếng hô to. Kiệt Tư đại nhân. Hả? Là Kiệt Tư đại nhân sao? Hắn là Kiệt Tư đại nhân. Trong đám binh sĩ bên dưới có không ít người bật lên tiếng kinh nghi. Ngay sau đó đưa mắt nhìn lên hai thân ảnh trên bầu trời. Thanh ồn vốn khựng lại, đột nhiên. Toàn bộ không gian này nháy mắt liên hồi sôi trào. Toàn bộ vùng hoang dã lập tức vang lên tiếng hoàn hồ như sấm sét, thanh âm hoàn hồ kinh thiên động địa, quanh quẩn thật lâu trên không trung, sau đó hội tụ thành một sông thẳng lên trời, rung động cả thế gian. Bởi vì tướng sĩ Nam vực Thập Tam Vương quốc đã đầu hàng, Hắc Nham thành thực sự là được đội ngũ Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh dọn lại. Bên trong thành trì có không ít ốc phòng bị thiêu đốt, vách tường sụp đổ một mảnh bừa bộn. Nhưng trên mặt của toàn bộ binh sĩ Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh đều mang theo một vẻ vui sướng. Thành lý, thành trì hỗn loạn. Hắc Nham thành, bên trong phòng khách rộng rãi của thành chủ phủ, Kiệt Sâm, Lạc Hố Ân, Địch Á Tư và Bỉ Lợi Thì đang ngồi trên ghế. Là trung tâm hành chính lớn nhất của thành trì, sau khi Hắc Nham thành bị tấn công phá thành, đã bị cướp sạch một phen nhưng hư hào cũng không nghiêm trọng. Địch Á Tư phái người quét dọn sơ qua một lần nữa, xem như khá sạch sẽ. Kiệt Sâm đại nhân, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Ngươi vừa đi lại hơn 6 năm này, mọi người đều rất nhớ ngươi. Trong đại sảnh, Địch Á Từ đại trưởng lão nhìn qua Kiệt Sâm kích động lên tiếng. Ta cũng không nghĩ tới vừa đi lại thời gian dài như thế. Lúc trước sau khi trở về, ta đã gia nhập Linh Dược Sư Tháp, một mực là tu luyện tới hiện tại. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Chuyện người gia nhập Linh Dược Sư Tháp thì chúng ta đều có nghe Lôi Nặc đại nhân nói qua. Nhưng mà vì sao người lại quay trở về? Địch Á Từ nghi hoặc. Hiện tại thì ta đang đảm nhiệm chức hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tịnh, Tái Luân Đế Quốc. Vốn định quay về thăm mọi người, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra những chuyện như thế này. Nói tới đây, sắc mặt của Kiệt Sâm âm trầm xuống. Được Á Từ, hiện tại tình huống tại Hỗn Loạn Chi Thành như thế nào? Phụ thân ta đâu? Vì sao Nam vực Thập Tam Vương quốc lại xâm lấn Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh? Từ trong miệng của Thản Phổ Nhĩ, đoàn trưởng quốc sư Mạo Hiểm Đoàn, Kiệt Sâm chỉ mơ hồ nghe được tin tức Nam vực Thập Tam Vương quốc xâm lấn hỗn loạn. Về chuyện cụ thể người kia cũng không hiểu được rõ ràng. Hiện tại gặp mặt Địch Á Từ nên Kiệt Sâm muốn hỏi cho chi tiết. Kiệt Sâm đại nhân, Nam vực Thập Tam Vương quốc xâm lấn Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh chúng ta chủ yếu là bởi vì muốn cướp đoạt Linh Dược Sư. Đại nhân à, thành lập Linh Dược Sư Hiệp hội bồi dưỡng đại lượng Linh Dược Sư cho Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh đã rất cực nhọc. Nam vực Thập Tam Vương quốc lại vô cùng đỏ mắt. Chính vì vậy, chúng ta phải có vị lợi thì dẫn đầu binh sĩ phương Bắc của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh để chống cự đội ngũ của Nam vực Thập Tam Vương quốc tấn công. Đã hơn 10 người chưa quay trở về Hỗn Loạn Chi Thành. Tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ nữa. Còn về phần Lôi Nặc đại nhân, ngay từ đầu là ở trong Tử Vong Mê Cung tu luyện. Một năm trước, Lôi Nặc đại nhân tấn giai đế linh sư bát giai trung cấp lại có đi ra ngoài một lần. Sau đó lại trở về bế quan. Chúng ta sợ quấy rầy nên là Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh phát sinh chiến tranh cũng không báo cho hắn biết. Nhưng mà hơn 10 ngày trước khi chúng ta cũng bị lợi thì rời khỏi Hỗn Loạn Chi Thành, thì A Cơ Mễ Đức đại nhân thấy tình huống nguy cơ quá, nên đã để cho Thái Sầm tộc trưởng đi Tử Vong Mê Cung thông chi. Hiện tại này chắc đã quay về Hỗn Loạn Chi Thành. Địch Á Từ đem tình huống của Hỗn Loạn Chi Thành nói với Kiệt Sâm. Lần này trong đội ngũ của Nam vực Thập Tam Vương quốc, dẫn đầu là Bắc Địch Vương quốc, Hoàng Linh Sư Thất Giai cao cấp Tòa Láng, lại còn hơn 10 Hoàng Linh Sư nữa. Với thực lực của Lôi Nặc đại nhân, cho dù là đội ngũ của Thập Tam Vương quốc đánh tới Hỗn Loạn Chi Thành là hoàn toàn có thể ngăn trở. Ta sợ nhất chính là Thập Tam Vương quốc nhìn thấy thực lực của Lôi Nặc đại nhân sẽ để cho đế linh sư bát giai xuất động. Đệ nhất cao thủ của Thập Tam Vương quốc Sử Lai Mỗ là một gã đế linh sư bát giai cao cấp, nhưng mà còn có vài tên đế linh sư trung cấp cùng với đề cấp nữa. Nếu bọn hắn toàn bộ xuất động ra thì tuy Lôi Nặc đại nhân là đế linh sư trung cấp nhưng mà chỉ có đúng một người. Ta sự căn bản khó có thể ngăn cản được chúng. Địch Á Từ còn chưa biết hiện tại đám người Sử Lai Mỗ cũng đã đi tới tiền tuyến. Cái gì? Đế linh sư bát giai cao cấp sao?
Kiệt Sâm đứng bật dậy, trong đôi mắt lóe ra vẻ lo lắng. Không được, ta phải lập tức trở về hỗn loạn chi thành. Màn đêm buông xuống, hai người Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân cũng không ngừng lại. Trong ánh mắt đưa tiễn của Địch Á Tư và Bỉ Lợi Thì, liền đi ra Hắc Nham Thành chạy thẳng tới hỗn loạn chi lĩnh. Hỗn loạn chi lĩnh, hỗn loạn chi thành. Thành trì khổng lồ giống như một đầu man hoang cự thú nằm ngay trung tâm của hỗn loạn chi lĩnh. Tường thành phong cách cổ xưa xa xăm, mặt ngoài ngăm đen như dùng nước thép tạo thành, lóe lên vẻ sáng bóng của kim loại, tạo cho người ta cảm giác áp bách, hít thở không thông, cùng với khí tức vô cùng xúc sát đồng hậu. Là thành trì trung tâm phồn hoa nhất của hỗn loạn chi lĩnh, nơi này lưu lượng người tụ tập mỗi ngày đạt tới con số khổng lồ, mà trên đường đi phi thường náo nhiệt. Nhưng hôm nay, toàn thành trì vô cùng phồn hoa, giờ phút này dòng người cực kỳ thừa thớt, từng người đi đường thần sắc vội vàng, hào khí vô cùng áp bức, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác áp bách như bão tố ập đến. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, Lục Đại Đế Linh Sư. Mà tạo thành loại cảm giác này là cuộc xâm lấn của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Căn cứ theo tin tức của tiền tuyến chuyển đến, đội ngũ của Thập Tam Vương Quốc ngày hôm qua đã phá thêm một tòa thành trì gần hỗn loạn chi thành. Ai cũng không biết đội ngũ của Thập Tam Vương Quốc này lúc nào sẽ đánh tới hỗn loạn chi lĩnh. Dần dần cũng không thiếu một ít tin tức đường phủ linh thông, đủ loại tin tức điên cuồng truyền lưu. Đội ngũ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc cường đại không ngừng thẩm thấu vào trong nội tâm của mỗi người. Dưới dạng tình huống như vậy, toàn bộ dân chúng của hỗn loạn chi thành đều lòng người bàng hoàng. Cho dù hôm nay hỗn loạn chi lĩnh đã nằm dưới sự khống chế của tam đại gia tộc, nhưng vẫn còn là một ít gia tộc cùng thế lực đã vội vàng đem sản nghiệp của mình tại hỗn loạn chi thành lặng im rời khỏi, rời chỉ đến thành đô vùng tây của hỗn loạn chi lĩnh còn chưa bị xâm lược. Đương nhiên cũng có một ít gia tộc cũng dùng với thế lực thể sống thể chết của hỗn loạn chi thành dựa sát vào bên cạnh tam đại gia tộc thủ vững hỗn loạn chi thành. Giờ phút này, trên bình nguyên cách hỗn loạn chi thành chừng trăm dặm, có một đội ngũ khổng lồ đang chậm rãi đẩy mạnh. Cách đó không xa, hình dáng của hỗn loạn chi thành như ẩn như hiện. Đây là trung tâm của hỗn loạn chi lĩnh, là hỗn loạn chi thành sao? Nhìn hỗn loạn chi thành phía xa, trong lòng hơn 10 người đầu lĩnh của một trung niên khôi ngô, tóc nâu, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Đột nhiên hắn khoát tay chặn lại. Toàn quân hãy dừng lại. Một thanh âm to rõ ràng quanh quẩn trên không trung. Đội ngũ khổng lồ bỗng nhiên dừng bước. Trên mặt của Sử Lai Mỗ hiện ra một nụ cười lạnh. Ha ha, hỗn loạn chi thành, cuối cùng ta đã tới rồi. Liền để cho chúng ta đi xem bên trong hỗn loạn chi thành các người là có những người nào. Ha ha, ta có nghe nói bên trong hỗn loạn chi thành này có 3 linh sư hoàng sư. Đời này của Khang Đốn ta còn chưa kịp gặp đâu. Một lão già mặc trường bào màu xanh cười cười lên tiếng. Người này chính là cao thủ của Địch Khắc Vương Quốc, đế linh sư phòng hệ bát giai trung cấp, Khang Đốn. Linh Dược Hoàng Sư, hiện tại ta chỉ quan tâm đồ vật bên trong của Tử Vong Mê Cung. Đế nhất cao thủ của Tiệp Bá Vương Quốc, đế linh sư kim hệ trung cấp, Đạt Tư Đình cười nhạt nói. Phải đó, hoàn toàn chính xác. So sánh với Linh Dược Hoàng Sư thì vẫn là linh thần bảo tàng lại càng hấp dẫn ta hơn. Nhã Lỗ Vương Quốc đế linh sư thủy hệ trung cấp, Hoắc Phù Mạn lên tiếng. Trên mặt của hơn 10 người đầu lĩnh đều nở ra nụ cười. Rất tốt, không cần phải nói thêm nhiều lời. Chúng ta đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Đại hán khôi ngô Sử Lai Mỗ sắc mặt lạnh lùng, cả người chậm rãi bay lên. Sau lưng của hắn có hơn 10 đạo nhân ảnh cũng bay lên. Trên người của chúng tản ra linh thức kỳ cường đại, hóa thành lưu quang hướng hỗn loạn chi thành cách đó không xa lao đi. Trong hỗn loạn chi thành, phủ đệ của Khang Tư gia tộc, hào khí vô cùng căng thẳng, những thân ảnh vội vàng đi tới đi lui, tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp lực. Ngay khi bóng người qua lại khắp bốn phía phủ đệ, trong đại sảnh nghị sự hơn 10 nhân ảnh đang ngồi bên trong, hào khí ngưng trọng. Những bóng người này truyền ra, một nhóm đều lộ ra khí tức cường đại, mà ngồi ở chủ vị chính là Lôi Nặc vừa quay trở về ở Vân Vũ Triều Trạch chưa đầy 2 ngày. Lôi Nặc đại nhân, vừa mới nhận được tin tức tình báo, đội ngũ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đã xuất phát. Không biết lúc đó sẽ đến đây. Trong phía đại sảnh, trên mặt của A Cơ Mễ Đức đầy lo lắng. Khi hắn còn chưa xong, Lôi Nặc bỗng nhìn ngừng mặt. Sao? Khí tức cường đại, hơn nữa lại cũng không thèm che giấu. Lôi Nặc càng cảm giác được phương đầu có hơn 10 cỗ
khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần hỗn loạn chi thành. Trong đó, có 6 cỗ khí tức đặc biệt mãnh liệt, có một cỗ khí tức ngay cả Lôi Nặc cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Không cần phải nghĩ nhiều như thế, bọn hắn đã đến rồi. Lôi Nặc lạnh lùng trầm thấp lên tiếng. Đã đến sao? Trong nội tâm tất cả mọi người cả kinh, vừa định nói chuyện, sắc mặt đều thay đổi. Không chỉ có một mình Lôi Nặc cảm nhận ra. Giờ khắc này, A Cửa Mễ Đức, Lý Căn, Cam Đạo Phu và Mã Lợi Á, phạm là những người đạt tới Hoàng Linh Sư cũng đều có cảm giác. Sự lai mố đại nhân, phía trước là hỗn loạn chi thành rồi, căn cứ và tình báo không chế hỗn loạn chi lính, chính là Khang Tư gia tộc, cùng với Linh Dược Sư Hiệp Hội đều nằm trong trung tâm của hỗn loạn chi thành. Trên bầu trời, đệ tam cao thủ, thù khắc của Vương quốc Tòa Lãng đang cung kính lên tiếng với Sử Lai Mỗ. Giờ phút này trong nội tâm của hắn kích động vạn phần. Trước khi đám người Sử Lai Mỗ chạy tới, hắn là tổng chỉ huy của Nam Vực Thập Tam Vương quốc, chính là chiến giã hơn một năm, rốt cục hắn đã chờ đợi được ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay, ta nhất định phải chiến tại hỗn loạn chi lĩnh hơn một năm nay. Sắc mặt của Tòa Lãng có chút đỏ lên, trong mắt phảng phất như lưỡi đao sắc bén nhìn vào hỗn loạn chi thành cách đó không xa. A Cơ Mễ Đức, ngươi là thủ lĩnh của hỗn loạn chi lính, còn chưa từng xuất hiện qua. Ta cũng muốn nhìn xem Linh Dực Hoàng Sư truyền kỳ của ngươi rốt cuộc là nhân vật thế nào. Tòa Lãng trầm nghĩ trong lòng. Sử Lai Mỗ lạnh nhạt nhìn hỗn loạn chi lính cách đó không xa, nhìn không được cảm khái. Chỉ là một hỗn loạn chi thành, nhưng quả nhiên là to lớn đại khí. Luận về thành trì, toàn bộ Nam Vực Thập Tam Vương quốc này không có một tòa thành trì có thể so sánh với sự hùng vĩ của hỗn loạn chi thành. Chỉ đáng tiếc, qua ngày hôm nay, một tòa thành trì đẹp như vậy là phải đổi chủ rồi. Sử Lai Mỗ cười nhạt lên tiếng. Sau lưng của hắn, phần đông cường giả đều đang chờ đợi mệnh lệnh. Không cần phải lãng phí thời gian nữa, lần này chúng ta phải đốc chiến đốc thắng. Ta không rảnh ở đây. Khang Đốn. Sử Lai Mỗ quay đầu nhìn Khang Đốn. Sử Lai Mỗ. Khang Đốn cười nhạt đáp. Người hãy trực tiếp đi qua. Căn cứ về tình báo hỗn loạn chi thành không có cao thủ cấp bậc đế linh sư. Toàn bộ chỉ là hoàng linh sư. Không tới 10 người. Người dẫn bọn hắn đi ra gọi bọn hắn đầu hàng. Nếu mà không nghe, ngoại trừ Linh Dược Hoàng Sư, những người còn lại trực tiếp đánh chết đi. Sau đó tra hỏi vị trí của linh thần bảo tàng. Sử Lai Mỗ lạnh lùng hạ lệnh, đưa mắt nhìn qua trên người của Tòa Lãng. Tòa Lãng. Sử Lai Mỗ đại nhân. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, người dẫn nhóm Hoàng Linh Sư toàn bộ những người dám phản kháng đánh chết ngay. Lại phái người chiếm luôn hỗn loạn chi thành. Được rồi, Khang Đốn. Người ra tay luôn đi. Sử Lai Mỗ đạm mạc nói. Đôi mắt của Khang Đốn sáng người, từ trong đám người bay vút ra. Hả? Đó là cái gì vậy? Sự xuất hiện của đám người Sử Lai Mỗ làm dân chúng liền phát hiện. Trong tiếng kinh nghi, thật sự rất nhiều dân chúng nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời của hỗn loạn chi thành trôi nổi hơn 10 bóng đen. Hình như là có người đó. Có người nhịn không được, lên tiếng. Nhưng mà là Hoàng Linh Sư, là từ đâu đến vậy? Mọi người nhìn nhau, nghĩ tới một khả năng, trong mắt lập tức mang theo vẻ kinh hãi. Trên bầu trời, Khang Đốn tìm kiếm trung tâm của hỗn loạn chi thành. Một cỗ uy áp đáng sợ bốc ra, toàn thân của hắn tàn mát ra thành sắc quang mang. Chỉ thấy Khang Đốn cười lạnh, giơ tay lên. Chốc lát, thiên địa đền chấn động. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Danh tiếng bá đế. Phong huyện nguyên tố cuồng bạo tuôn về bầu trời trên hỗn loạn chi thành, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phong nhận tán giật, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che phủ. Tại hỗn loạn chi thành đều bị chiếu rọi dưới thành sắc quang mang. Vòng xoáy màu xanh khủng bố không ngừng tán giật, phong nhận nắm ngay mảnh kiến trúc ngay trung tâm hỗn loạn chi thành, chậm rãi áp xuống. Trong đó bao phủ cả trung tâm kiến trúc ngay hỗn loạn chi thành. Trung tâm giao dịch, phủ đệ của Khang Tư gia tộc cùng Tổng hội Linh Dược Sư Hiệp hội. Trên bầu trời của phủ đệ Khang Tư gia tộc lập tức xuất hiện không ít bóng người, chính là Lôi Nặc, A Cơ Mễ Đức, Lý Căn, Mã Lợi Á, Cam Đạo Phu. Giờ phút này động tác của đối phương quá lớn, khí thế vô cùng áp bức, toàn bộ những người trong hỗn loạn chi thành đều cảm nhận hết. A Cơ Mễ Đức, Lý Căn, bọn họ đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, vòng xoáy màu xanh giống như cối xay cùng lực lượng đáng sợ chưa từng có áp xuống,
Một khi áp tới, ngoại trừ Lôi Nặc cùng những hoàng linh sư còn lại, cho dù là Lý Căn cũng không sao ngăn cản được, thậm chí là phải chết. Vòng xoáy màu xanh rất lớn, xoay tròn trên đỉnh đầu bọn họ, bỗng nhiên ngừng lại. Trong các người, ai là Cơ Mê Đức? Nghe rõ cho ta, lập tức xuất lĩnh người có hỗn loạn chi thành đầu hàng đi. Đừng làm ra vẻ chống cự vô vị. Nếu như, như thế thì đừng có trách ta đối với các người không khách khí. Trên bầu trời, Khang Đốn lạnh lùng lên tiếng. Các hạ, căn cứ theo điều ước hòa bình của đại lục cùng sông tháp, đế linh sư bát giai không được tham dự vào chiến tranh. Cảm thụ được năng lực khủng bố xoay tròn lên trên, Lôi Nặc bay vút ra, nhìn Khang Đốn lạnh lùng lên tiếng. Ha, điều ước hòa bình của đại lục và ước định của sông tháp. Ha ha. Nghe được lời của Lôi Nặc, Khang Đốn thoáng sững sờ, lập tức không nhịn được phá lên cười. Điều ước hòa bình của đại lục sao? Nơi này là hỗn loạn trị lính, là địa phương chém giết hỗn loạn quanh năm. Ngươi cùng với ta giảng điều ước hòa bình đại lục à? Về phần ước định của sông tháp, hỗn loạn trị lính cùng với Nam Vực Thập Tam Vương Quốc tựa hồ không thuộc về phạm vi thế lực của sông tháp. Cho dù là có bị quản đi nữa thì Nam Vực Thập Tam Vương Quốc cũng phải do tội ác thành phương Bắc quản tới, mà không phải là sông tháp. Khang Đốn, không cần phải nói nhầm quá nhiều như thế. Cách đó không xa, Sử Lai Mỗ lãnh đạm nói. Chư vị hỗn loạn chi thành, hãy mau chóng đầu hàng đi. Nếu không thì Sử Lai Mỗ ta sẽ không ngại cho máu nhuộm hỗn loạn chi thành. Nhóm người Lôi Nặc đưa mắt nhìn về phía Sử Lai Mỗ, thần sắc lạnh lùng. Hắn có thể cảm nhận được trong nhóm người đối phương có 6 đế linh sư bát giai, trong đó đầu lĩnh lại có khí tức cường đại đến kinh người. Khang Đốn, Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ không phải là đệ nhất cao thủ của Thập Tam Vương Quốc, là đế linh sư cao cấp hay sao? Vì sao bọn hắn đều ở đây? Nghe được đối phương nói ra tên của mình, sắc mặt của A Cơ Mễ Đức vô cùng khó coi. Căn cứ theo tình báo của bọn họ, trong đội ngũ Nam Vực Thập Tam Đế Quốc mạnh nhất cũng chỉ có Tòa Lãng. Bởi vậy cho dù có đánh tới hỗn loạn chi thành có Lôi Nặc đại nhân cũng không cần phải lo lắng. Nhưng thực là không ngờ mấy đế linh sư của Thập Tam Vương Quốc không biết từ khi nào đã tới hỗn loạn chi thành. Bởi vì đám người của Sử Lai Mỗ phóng thích uy áp trên người, A Cơ Mễ Đức tự nhiên có thể cảm nhận được bên đối phương có 6 người khí tức vượt xa. Rất hiển nhiên toàn bộ 6 đế linh sư của Thập Tam Vương Quốc này đều đến đây rồi. 6 gã đế linh sư, còn không tính gần 10 hoàng linh sư. Giờ phút này chỉ sợ cũng có Lôi Nặc mới có thể bảo trì chấn định. Thành viên tam đại gia tộc của hỗn loạn chỉ lĩnh ngẩng đầu nhìn 10 thân ảnh phía xa, trong lòng kinh hãi. Khí tức trên người bọn hắn tản mát ra, không khác gì chiến thần vô địch làm cho lòng người phải run rẩy. Cường hãn là không thể địch được. Xem ra các người đúng là không muốn đầu hàng. Đã như thế thì cút xuống dưới cho ta. Trên bầu trời, thần sắc của Khang Đốn lạnh băng, tay phải lăng không ấn xuống. Vòng xoáy màu xanh lơ lửng trên bầu trời của phủ đệ Khang Tư gia tộc đột nhiên chậm xuống. Một cỗ khí tức tán giật ra, ngay lập tức ù ù nghiền ép xuống dưới. Vô số thanh sắc phong nhận không ngừng đổ ập xuống. Trong mắt của nhóm người A Cơ Mễ Đức chỉ còn nhìn thấy hình bóng phong nhận bao phủ đầy trời. Khóe môi của Khang Đốn mang theo dáng cười âm lãnh. Trong tưởng tượng của hắn, đám người ở đây chỉ bất quá là hoàng linh sư, căn bản không chịu nổi một chiêu. Hắn không cần phải xuất ra toàn lực cũng đủ làm cho đám người kia phải trọng thương. Lại bắt giữ được linh dược sư hỏi thăm linh thần bảo tàng. Xem ra chiến đi hỗn loạn chi thành hôm nay cũng thu hoạch xong xuôi. Cuồng ngôn! Đối mặt với công kích của Khang Đốn, trong việc của Lôi Nặc hử lạnh, trên người đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang. Một đạo kim sắc ba vân vô hình bỗng chốc bao phủ trên người của hỗn loạn chi thành. Lập tức, trong trường kiếm của tay hắn đâm ra, lập tức hóa thành kim sắc cự kiếm. Bên trên lưu chuyển kim sắc bí văn huyền ảo, tản mát ra uy áp kinh người, theo sự khống chế của Lôi Nặc đâm thẳm vào giữa vòng xoáy màu xanh. Một đạo kim sắc ba vân nhộn nhạo bên trong vòng xoáy màu xanh khổng lồ này. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh kinh người truyền tới, vòng xoáy không ngừng vặn vẹo âm âm nổ tan, trong phong nhận đầy trời vẩy ra tứ phía, một bộ phận phóng xuống bên dưới hộ hỗn loạn chi thành và chạm vào kim sắc ba văn của Lôi Nặc. Thanh âm kim trúc giao kích vang lên, phong nhận đụng phải kim sắc ba văn nhưng không làm hư hao được chút nào. Hả? Vô số dân chúng hỗn loạn chi thành ngẩng đầu lên nhìn kim sắc ba văn trọng suốt bao trùm toàn bộ không trung. Bọn họ nhìn thấy thanh sắc phong nhận va chạm vào kim sắc ba văn, cả đám người đều toát mồ hôi lạnh. Nếu không có kim sắc ba văn, thanh sắc phong nhận đầy trời sẽ bắn vào trong thành tạo thành vô số thương vong.
thành sắc phong nhận vô tận tán giật đi. Lôi nặc cũng thu hồi kim sắc ba văn trở lại. Cái gì? Đế linh sử bát giai? Sắc mặt của Khang Đốn tái nhợt nhìn Lôi Nặc. Người chính là Lôi. Ngay lập tức sắc mặt hắn biến thành vô cùng dữ tợn. Đế linh sư bát giai thì thế nào? Trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh sắc trường kiếm. Đi chết đi. Phong chi áo nghĩa, nhất viên không liệt. Phong hệ nguyên tố trong phạm vi ngàn thước trong thời khắc này điên cuồng ngưng tụ, sau đó tạo thành một thanh sắc viên cầu nhắm ngay Lôi Nặc lao nhanh như thiểm điện. Thanh sắc viên cầu phá vỡ hư không, rung động trao đảo bay về phía Lôi Nặc. Không gian nứt ra vết rách, lộ ra không gian loạn lưu đen kịt. Trong miệng của Lôi Nặc phát ra tiếng hừ lạnh, từng đạo kim mang đột nhiên ngưng tụ xung quanh thân thể hắn, hình thành một đạo kim sắc viên cầu, mà ở giữa vô số đạo kim hệ linh lực giống như kiếm xả không ngừng xoay động, sát cơ tung hoành. Bí pháp trưởng khống cơ sở kim hệ linh sự thức thứ năm, không gian thiết cát. Bỗng dưng đôi mắt Lôi Nặc tuôn ra một đoàn tinh mang, kim hệ linh lực cường đại ầm ầm nổ tung. Trong tiếng chấn rung, hư không sụp đổ, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Vô số kiếm sắc thiên xà như thiên la địa võng bao phủ khắp nơi này. Vô số kim sắc kiếm ảnh lập tức xuất hiện, ngừng tụ thành một thanh sắc kim kiếm hồng, nhắm ngay thanh sắc cầu bổ tới. Hai cỗ linh lực vô cùng cường đại va chạm nhau, linh lực khủng bố tung lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của Khang Đốn, kim sắc kiếm hồng của Lôi Nặc bổ trúng ánh sáng viên cầu, ngay lập tức liền bị chém ra rách nát. Kim sắc kiếm hồng xuyên thấu hư không, lập tức tiến tới trước mặt của Khang Đốn. Đáng chết! Trong miệng của Khang Đốn phát ra tiếng quát không dám tin, thân hình thiêu phốt, muốn nhanh chóng tránh né, nhưng phát hiện ra khu vực này đã bị đối phương giam cầm. Nguy cơ trước mắt, hắn chỉ có thể dùng thanh sắc trường kiếm trong tay của mình, nhanh như thiểm điện chắn ngang trước mặt. Thân thể của Khang Đốn bị ném bay ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn loạng quạng đứng lại trước mặt của đám người sử lại mố, vừa định nói chuyện thì một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Năm đó, Lôi Nặc mới đạt đến đế linh sư đề cấp, đã có thể đánh bại được Đức Khắc Lôi gia tộc, tộc trưởng Lâm Đăng là đế linh sư trung cấp. Hiện tại hắn tấn thăng trung cấp, thực lực cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Lôi đại nhân uy vũ thật, thực là lợi hại. Bên dưới có một số dân chúng nhận ra Lôi Nặc, nhìn thấy Lôi Nặc một kiếm đánh lùi người kia, lập tức kích động nắm chặt hai tay, trong miệng phát ra tiếng hô to. Thấy một màn như vậy, bên Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đều mang theo vẻ mặt kinh nghi, đồng thời trong mắt cũng hiện ra vui sướng. Người chính là Lôi. Sử mỗ nhìn Lôi Nặc. Thực lực cũng không tệ. Ta sẽ cho người một cơ hội, nói ra vị trí của linh thần bảo tàng, nói cho chúng ta biết cách tiến vào nó. Ta có thể tha cho người một mạng. Nguyên lai là như thế. Lời nói của Sử Lai Mỗ làm cho Lôi Nặc lập tức hiểu được nguyên nhân đám người này đối phương xuất hiện ở đây. Nét mặt của hắn cũng hừ lạnh. Sử Lai Mỗ, ngươi là đang nằm mơ đó. À, xem ra là ngươi không muốn à. Sắc mặt của Sử Lai Mỗ trầm xuống, sau đó hắn nhe răng cười, ánh mắt nhìn thấy đế linh sư bên cạnh. Kể cả Khang Đốn, sáu đế linh sư ở đây bay vút ra vây quanh Lôi Nặc, cả đám người đều rút vũ khí. Ta là biết rõ thực lực của ngươi không hề tệ, nhưng mà cho dù ngươi có cường thịnh như thế nào đi nữa, có đỡ nổi cả sáu người chúng ta hay không? Trên mặt của Sử Lai Mỗ cười dữ tợn. Lôi Nặc bày ra thực lực tuy cường hạn nhưng chỉ là miễn cưỡng tiến vào tiêu chuẩn đế linh sư cao cấp, nhưng sáu người kia là liên thủ căn bản không cần sợ bất cứ kẻ nào. Thực là vô sĩ! Thấy một màn như vậy, A Cờ Mễ Đức không nhịn được phẫn nộ quát, mà cả dân chúng bên dưới cũng chửi ầm lên. Tuy bọn họ rất tín nhiệm Lôi Nặc, nhưng dù sao Lôi Nặc chỉ mới tấn thăng trùng cấp, đối phương lại có 6 người liên thủ với Lôi Nặc, như vậy thì sao? Cái gì gọi là vô sĩ? Sử Lai Mỗ mang theo tia cười lạnh như băng, hắn cũng không hề cảm thấy hành vi của mình có gì gọi là vô sĩ. Hắn nhìn qua Lôi Nặc, chiến đao trong tay phát ra tiếng rung rung, uy áp đáng sợ phát ra trực tiếp xé rách không gian. Địa cấp thực phẩm linh khí. Sắc mặt Lôi Nặc khẽ biến, mà mấy người Khang Đốn cũng cười lạnh nhìn qua Lôi Nặc. Đã người không tiếp thụ hảo tâm của ta, như thế thì... Sử Lai Mỗ nhìn Lôi Nặc. Hãy chịu chết đi. Lời của Sử Lai Mỗ vừa rơi xuống, chiến đao trong tay của hắn chém tới. Năm đế linh sư cũng vững thủ, vùng vẩy vũ khí hướng Lôi Nặc hướng tới. Trong lúc nhất thời,
linh lực dâng trào như sóng lớn, bao trùm cả thiên không, nuốt sống Lôi Nặc. Tiếng nổ mạnh mẽ kinh thiên vang vọng lên khiến cho hỗn loạn chi thành, nhóm người A Cơ Mễ Đức vô cùng sợ hãi. Số dân chúng đứng bên dưới đều kinh hãi nhìn lên một màn này, trên mặt là một mảnh tái nhợt. Mà gần 10 hoàng linh sư bên Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đang đứng xa xa trên bầu trời, mỉm cười nhìn chiến trường bạo ngược trước mắt. Các loại nguyên tố đủ màu sắc tràn ngập khắp bầu trời, uy áp khủng bố lan tràn mang theo lực lượng khiến người ta phải sợ hãi, hủy diệt hết thảy. Trong tiếng nổ mạnh, Lôi Nặc bị ném văng ra, cắn chặt răng, thần sắc có chút chật vật, trường bào màu vàng cũng đã bị một ít tổn hại. Lôi Nặc đại nhân! A Cơ Mễ Đức khẩn trương kêu lên, bởi vì song phương giao chiến sinh ra chủng kích, đám người Toa Lãng cũng không phải là người thối lui sang một bên dựa vào khoảng cách an toàn. Trên bầu trời, Lôi Nặc lạnh lùng nhìn đám người Sử Đại Mỗ, sắc mặt có chút khó coi. Tuy thực lực của hắn cường đại, nhưng dù sao chỉ mới tấn cấp đế linh sư trùng cấp. Nếu không, độc đấu trong hắn không chút nào sợ hãi, nhưng bị liên thủ vây công như vậy hắn có chút không thể chống đỡ, nguy cơ tứ phía. Quả nhiên, ngươi thực sự là có tài đó, không tệ không tệ. Nghe nói, ngươi là đi vào hỗn loạn chỉ lĩnh, chỉ là hoàng linh sư đề cấp. Nhưng mà sau khi ngươi tiến vào linh thần điện, thì thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong mấy năm nay đã thành đế linh sư trùng cấp. Hôm nay bày ra thực lực càng viễn siêu, đế linh sư trùng cấp bình thường, người lại càng cường hãn, làm cho ta lại càng thêm kích động. Ha 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 ha. Sử Đại Mỗ nhìn Lôi Nặc, khóe môi lộ ra một dáng cười lãnh khốc. Động thủ! Sử Đại Mỗ quát lên chói tai, thân hình của hắn nhoáng lên, phẳng phất như ảo ảnh trong nháy mắt xuyên qua trời cao, chiến đao hướng Lôi Nặc chém tới, xé rách không gian. Ở bên cạnh, năm người Khang Đốn cũng đồng thời ra tay, phong nhận rất lớn, thủy chung gạo thét, kim sắc, kiếm bén, hóa long hảo bao. Dù là công kích cuồng bào, bao bọc lấy lực lượng thủy diệt trong hết thảy, nhắm ngay Lôi Nặc lao tới, vô cùng bìu hãn. Lôi Nặc đại nhân! Nhìn thấy một màn này, đám người A Cơ Mễ Đức nắm chặt hai tay, trái tim treo cao lơ lửng trên cổ họng, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. A Cơ Mễ Đức hận, hận mình vô năng. Tuy hắn có được thực lực linh dược hoàng sư cao cấp, nhưng bởi vì nguyên nhân hỗn loạn chi lĩnh quá lạc hậu, nên trên người hắn không có được bao nhiêu cách điều chế linh dược tể hoàng cấp, chỉ có thể phối chế ra linh dược tể đơn giản nhất thôi. Nhưng mà linh dược tể chỉ có hữu hiệu với hoàng linh sư, mà với đế linh sư như Lôi Nặc cần căn bản không có sự trợ giúp. Hơn nữa, vì tài liệu khan hiếm, cho dù là hắn có thể điều chế cũng không cách nào phối chế ra. Trong cuộc đại chiến đấu này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Nặc đại nhân đối chiến sinh tử, nhưng không giúp đỡ được gì. Điều này làm trong lòng của A Cơ Mễ Đức không khỏi có chút không thể chịu được, chỉ có thể im lặng mà cầu nguyện. Trên bầu trời, công kích đáng sợ của cường đại đã tiến tới trước mặt của Lôi Nặc. Đối mặt với công kích mà Lôi Nặc vẫn còn lạnh lùng, trong đồng tử màu vàng tràn đầy vẻ ngưng trọng, đột nhiên hắn bắn ra tinh mang. Trên người của hắn bộc phát ra cỗ khí thế kinh người cường hãn. Toàn thân hắn mang ra kim sắc quang mang, khí tức mãnh liệt không ngừng bốc lên. Vô số kim sắc kiếm ảnh bay vút ra, tràn ngập vực đạo kim quang xuất hiện, vô số kiếm ảnh trôi nổi, kim hệ pháp tắc bổn nguyên thực lực hiện lên trên thiên không, lập tức ngưng tụ thành một phương thế giới. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, ngàn cân treo sợi tóc. Bí pháp khống chế, cơ sở kim hệ linh thức thứ 6, kiếm chi thế giới. Trên bầu trời, vô số kim sắc hào quang như ngàn vạn thanh kim kiếm bay múa trên không trung, không ngừng chuyển động. Kim hệ lực lượng khủng bố phát tán ra, làm cho không gian vặn vẹo trở thành từng đợt không ngừng. Thế giới chỉ kiếm, ngưng! Đôi mắt của Lôi Nặc phát tán ra thần mang, trong miệng quát to. Kiếm chi thế giới bao phủ nửa bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại, vô số kiểm sắc kiếm khí không ngừng co rút, cô động, sau đó ngừng tụ thành một thanh kim kiếm cực lớn dài hơn 10 thước trước mặt Lôi Nặc. Lôi Nặc vung vẩy cự kiếm, cả người giống như kiểm sắc chiến thần nhắm ngay công kích bao vây chém xuống. Thanh âm nổ mạnh vang lên đầy trời, linh lực phong bạo cực kỳ lớn cuốn theo hết thảy. Lôi Nặc ở bên trong không ngừng trao đảo giống như một con thuyền bão tố nhưng vẫn không bị hủy diệt. Trong miệng của Lôi Nặc giống lớn, phá vỡ công kích của 6 người liên thủ, giống như phát điên, hướng 6 đế linh sư kia nhào tới, cự kiếm không ngừng lùng bay. Kiếm chi thế giới!
Nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt của đám người Sử Lai Mỗ khiếp hãi. Người này rốt cuộc đã tìm được thứ gì trong linh thần điện mà hắn có thể thi triển ra kiếm chỉ thế giới? Trong nỗi khiếp hãi, ngoại trừ Sử Lai Mỗ, năm người còn lại đều thối lùi về phía sau, chỉ có thể tạm lánh phong mang của Lôi Nặc. Lôi Nặc đại nhân! Cách đó không xa, trong lòng nhóm người A Cơ Mế Đức không nhịn được vui mừng. A Cơ Mế Đức, mau, mau dẫn người chạy đi! Nhưng đúng lúc này, thanh âm lo lắng của Lôi Nặc vang vọng trong đầu của A Cơ Mế Đức. Đáy lòng của A Cơ Mế Đức phát run. Địch nhân này quá mạnh mẽ, thế giới chi kiếm của ta không duy trì được bao nhiêu lâu đâu. Lôi Nặc lo lắng lên tiếng. Thế giới chi kiếm hắn mới vừa lĩnh ngộ, tuy tạm thời hơi chiếm thượng phong nhưng không thể để lâu dài. Huống chi Sử Lai Mỗ không hề sợ hãi thế giới chi kiếm, Lôi Nặc hoàn toàn không có chút tin tưởng. A Cơ Mế Đức vô cùng do dự. Đi mau lên, giờ có hỗn loạn chi lính, đi Triều Quốc Tây Bắc tìm Kiệt Sâm ngay. Lôi Nặc gian nan chống cự, tức giận truyền âm. Các người cứ đi trước đi, ta sẽ tự trốn, bọn hắn chưa chắc đã đuổi kịp tốc độ của ta. A Cơ Mễ Đức nghiến răng hướng mọi người giận dữ truyền âm. Trốn! Lập tức, A Cơ Mễ Đức, Lý Căn, Cam Đạo Phu và Mã Lợi Á liền tản ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn họ chỉ mong chạy thoát khỏi khu vực đang chiến đấu, chỉ có như vậy mới tạm thời giữ được tính mạng. Muốn chạy trốn à? Một thanh âm từ trên cao truyền xuống, một đế linh sư nhìn thấy một màn này trong miệng liền quát lạnh, trường thương lập tức biến thành thương ảnh. Vô số kim sắc thương ảnh rơi xuống dày đặc như mưa sao. Cút về đây! Trong miệng của Lôi Nặc gào thét, ngăn cản lại công kích của đối phương. Nhưng chỉ trong một thoáng, gần 10 tên hoàng linh sư đang đứng xa, xem cuộc chiến theo sự dẫn dắt của Tòa Lãng, ngăn cản nhóm người A Cơ Mế Đức. Trên mặt của Tòa Lãng cười lạnh nhìn A Cơ Mế Đức. Hôm nay các ngươi không phải trốn thoát được đâu. Nhóm người A Cơ Mế Đức lập tức ngừng lại, trong nội tâm đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Đi chết đi! Lôi Nặc nhìn thấy một màn như vậy, cầm cự kiếm định lao xuống chém đám người Tòa Lãng. Đúng lúc này, Sử Lai Mỗ lập tức ngăn trước mặt của Lôi Nặc, chiến đao trong tay xé rách không gian, cùng với thế giới chi kiếm của Lôi Nặc đụng vào cùng một chỗ. Song phương đều bật lui ra mấy chục thước. Tòa Lãng, ngăn bọn hắn lại, không cho tên nào chạy thoát. Sử Lai Mỗ quát lạnh, lập tức ánh mắt nhìn qua Lôi Nặc xông tới. Thế giới chi kiếm mà, ha! Tuy nhiên, quả là lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Tất cả những người đã lưu thủ, đừng huyền ảo công phá vỡ hắn đi. Theo lời của Sử Lai Mỗ, năm đế linh sư đều dâng lên khí tức cường đại chém ra vũ khí. Phong hệ áo nghĩa, nhất viên không liệt. Thủy hệ áo nghĩa, hồng lưu bốn đặng. Kim hệ áo nghĩa, vạn kiếm phá không. Hoa hệ áo nghĩa, viêm long thần thiên. Đại địa áo nghĩa, hắc ngọc thương trận. Ngũ sắc quang mang từ trên năm đế linh sư kia bắn ra, bọn họ đều gào lớn nhắm ngay Lôi Nặc công kích. Toàn bộ linh nguyên tố trên hỗn loạn chi thành đều trở nên cuồng bạo. Một đạo không gian phong nhận rất lớn, một đạo nước lũ như hồng thủy, kim sắc kiếm hồng đầy trời cùng với hỏa diễm cự long gầm thét, thương trận bao phủ khắp nơi. Năm quyền ảo công kích nhắm ngay Lôi Nặc đánh úp. Lôi Nặc trở nên điên cuồng, trong miệng hét to, cự kiếm hùng hằng chém xuống. Thế giới chi kiếm liên tiếp đánh tan ra năm đạo huyền ảo công kích. Nhưng mà thế giới chi kiếm này cũng lập tức xuất hiện những đạo vết rạn. Phá cho ta! Sử Lai Mỗ nhe răng cười, đến tới trước người của Lôi Nặc vùng chiến đao trong tay, một đạo thanh ảnh cực kỳ lớn bắn ra đụng vào thế giới chi kiếm. Thế giới chi kiếm lập tức rách nát, thân thể của Lôi Nặc kịch chấn, trong miệng phun tràn máu tươi thê lương, trường bào màu vàng phá thành mảnh nhỏ lảo đảo muốn rơi xuống. Nhìn ngươi đi, làm sao còn có gan ngăn cản ta? Sử Lai Mỗ thần sắc dữ tợn, trong mắt hiện lên tia điên cuồng. Chết đi! Đạo ảnh dọc theo linh lực vô biên phá toái hư không, lập tức đi tới trên đỉnh đầu của Lôi Nặc. Lôi Nặc đại nhân! Cách đó không xa, nhóm người A Cơ Mễ Đức đều phát ra tiếng gào thét bỉ phấn. Bên dưới dân chúng hỗn loạn chi thành cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt, mà trên mặt đám người Tòa Lãng đều hiện lên vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, có dị biến nổi lên. Dừng tay! Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm ẩm vang như sấm sét từ xa xa truyền đến. Theo tiếng quát to, đó là một đạo ngũ sắc lưu quang từ lưu tinh phía chân trời xa xôi bảy vút đến. Linh lực nguyên tố trong thiên địa chớp mắt đã điên cuồng. Ngũ sắc lôi quang cuốn tới không gian xé rách, mở ra một lỗ hổng rất lớn. Không gian loạn lưu đen kịt toát ra.
khắp vòng trời cơ hồ muốn sụp đổ. Đạo lưu quang tốc độ rất nhanh, tiếng giống giận dữ vừa vang lên còn ở chân trời xa xôi, như khi tiếng giống vừa dứt thì đã tới trên bầu trời của hỗn loạn chi thành, phảng phất như viên đạn pháo bắn thẳng về hướng Sử Lai Mỗ. Cái gì? Trong nội tâm của Sử Lai Mỗ chấn động, một cảm giác nguy cơ tràn ngập lập tức bay lên trong lòng hắn. Trong thời khắc nguy cơ, rốt cuộc thì Sử Lai Mỗ này bất chấp đánh chết Lôi Nặc, chiến đao trong tay lập tức biến hướng, đao ảnh cực lớn của ngũ sắc lưu quang kia lập tức va chạm cùng một chỗ. Đao ảnh của Sử Lai Mỗ lập tức tán loạn, thân thể bị phản chấn liên tục thối lùi về phía sau. Xa xa, một đạo thân ảnh nhanh như tỉa chớp vượt qua không gian bắn tới. Giờ khắc này, mọi người đều quay đầu nhìn về phía thân ảnh đang lao nhanh tới gần. Nghe được thanh âm đó, cảm nhận được khí tức quen thuộc, trên mặt của Lôi Nặc hiện lên thần sắc kích động, hướng thân ảnh kia nhanh chóng bay đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Phụ tử gặp lại. Sử Lai Mỗ ổn định thân hình trên không trung, trên mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng, không để ý tới bóng người đang lao nhanh tới như thiểm điện phía xa, mà là đưa mắt nhìn lên người của Lôi Nặc. Đừng có mong chạy trốn. Bị đạo ngũ sắc lưu quang công kích, Sử Lai Mỗ cảm nhận được đối phương không dễ chọc. Muốn để cho Lôi Nặc tụ hợp với người kia, trong đôi mắt hiện giờ hiện lên sát cơ vô tận, đồng thời liều lĩnh phóng về hướng Lôi Nặc, muốn tranh thủ lúc trước khi người kia đến phải đem Lôi Nặc đánh chết. Nhìn thấy động tác của Sử Lai Mỗ, sắc mặt của Lôi Nặc lạnh lùng, trường kiếm trong tay chém ra. Một đạo kim sắc kiếm quang từ trong trường kiếm bắn tới. Sử Lai Mỗ hừ. Chiến đao trong tay rung lên trực tiếp đánh tăng ra kim sắc kiếm quang, đồng thời lại phóng tới trước mặt của Lôi Nặc lần nữa. Lôi Nặc vốn đã bị trọng thương, thực lực đã suy giảm rất lớn, căn bản không ngăn cản được công kích của Sử Lai Mỗ. Ta đã nói, dừng tay! Trong tiếng oanh minh ầm vang, xa xa ngũ sắc lưu quang nhìn thấy một màn như vậy, trong miệng cơ hồ gầm lớn từng tiếng, thanh âm tràn ngập sát khí giáng xuống. Thân ảnh kia càng thêm tăng tốc độ, đồng thời từ xa nhắm ngay Sử Lai Mỗ xuất thủ. Hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang từ phía xa trực tiếp bắn về phía Sử Lai Mỗ. Hãy mau mau ngăn cản công kích của hắn! Sử Lai Mỗ hét to với 5 tên đế linh sư còn lại, đồng thời vẫn tiếp tục phóng về phía Lôi Nặc. 5 thân ảnh đồng thời bay vút tới ngăn cản hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang. Mà Sử Lai Mỗ đi tới trước mặt Lôi Nặc, sát cơ bừng lên, một đạo đao ảnh rất lớn từ trong chiến đao không chút lưu tình chém thẳng về hướng Lôi Nặc. Một màn khiến cho mọi người đều phải rung động liền xảy ra, đối mặt với hơn 10 đạo ngũ sắc quang mang, 5 người khang đốn căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn trở, thoáng chốc bị đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt, 2 gã đế linh sử đề cấp thậm chí còn phun máu. 10 đạo ngũ sắc quang mang từ 4 phương 8 hướng bao phủ Sử Lai Mỗ. Cái gì? Sắc mặt của Sử Lai Mỗ kinh hãi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập ở trong lòng hắn. Hắn cũng không còn quản tới việc đuổi giết Lôi Nặc nữa, lập tức muốn dùng tốc độ để né tránh thế, nhưng 10 đạo ngũ sắc quang mang này lại có thể chuyển biến. Sử Lai Mỗ chỉ có thể dùng chiến đao của mình bổ thẳng về hướng ngũ sắc quang mang. Thanh âm tiếng nổ đùng vang lên liên tiếp, thân thể của Sử Lai Mỗ liên tục thối lui trên không trung, lại thẳng tới khi ngăn cản được toàn bộ ngũ sắc quang mang, hắn mới có thể dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, linh lực không ngừng sôi trào, cơ hồ không thể thở. Trải qua một khoảnh khắc bị ngăn cản, ngũ sắc thân ảnh đã đi tới hỗn loạn chi thành. Tốc độ nhanh tới mức khủng bố, thậm chí những hoàng linh sư cũng có thể chỉ mơ hồ nhìn thấy ngũ sắc quang mang chợt lóe lên rồi lại biến mất trên bầu trời. Trong nội tâm không ngừng mắc lên sóng to gió lớn. Ngũ sắc quang mang lướt qua không gian, chỉ trong nháy mắt từ ngoài thành bắn vào trong nội thành, cuối cùng hào quang lại lóe lên. Một đạo thân ảnh toàn thân tán giật ngũ sắc quang mang giống như quỷ mị xuất hiện ngay trong vòng chiến đấu giữa thiên không, nơi hắn đứng là ngay trước người của Lôi Nặc. Mặc dù nói thật dài, nhưng mà kỳ thực từ khi vang lên tiếng giống to giận dữ, tiếng nổ vang cuối cùng thì người thần bí kia xuất hiện ngay trước mặt Lôi Nặc chỉ là chuyện xảy ra trong tích tắc. Ngũ sắc thân ảnh vừa xuất hiện, căn bản không để ý tới đám người Sử Lai Mỗ, chỉ nhìn thẳng vào Lôi Nặc đứng gần bên. Mà Lôi Nặc cũng kinh ngạc nhìn qua đối phương. Khóe môi có chút run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Giờ khắc này, mọi người trong hỗn loạn chi thành đều ngây dại. Tình hình chiến đấu vừa rồi còn vô dụng, cùng căng thẳng và nguy cấp, nhưng đột nhiên lại cứng ngắc. Tất cả mọi người nhìn qua ngũ sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Đám người tòa láng đang bao vây nhóm người A Cơ Mễ Đức cũng đều trở nên kinh ngạc. Nhưng khác với mọi người chính là sau thoáng sửng sốt của A Cơ Mễ Đức
lại nhanh chóng biến thành kích động, thân thể không ngừng tự chủ run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh mắt đều ngưng tụ trên người của ngũ sắc thân ảnh của Lôi Nặc. Phụ thân, Kiệt Sâm mà. Hai người đồng thời kêu lên, sau đó vô số ánh mắt của mọi người ôm chầm lấy nhau. Cách xa nhau 2 năm, cha con lại gặp lại, tưởng niệm vô tận đều dồn nén ở trong một khắc. Phụ thân, thực sự là xin lỗi vì con đã tới chậm. Nhìn thấy khóe môi của Lôi Nặc dính máu, bộ dáng vô cùng chật vật, trong mắt Kiệt Sâm tràn ngập vẻ đau lòng. Ngay lập tức, Mộc Linh Châu trong đầu hắn xoay tròn, từng đạo mộc hệ linh lực nguyên tố từ trong tay phải của Kiệt Sâm truyền vào trong cơ thể bị trọng thương của Lôi Nặc. Được sinh mệnh hoạt lực truyền vào, thân thể của Lôi Nặc rất nhanh liền được trị liệu. Tuy rằng chưa thể hoàn toàn trị hết nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Các hạ, xin hỏi ngươi là ai? Giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Đối diện, Sử Lai Mỗ ngạo nghễ đứng trên thiên không, sắc mặt trầm quát lạnh. Mà Khang Đế, 5 người tụ tập ở xung quanh hắn, trên mặt cũng tái nhợt mang theo vẻ kinh nghi. Nghe được tiếng quát của Sử Lai Mỗ, ngũ sắc thân ảnh nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt lạnh như băng đầy sát khí, thoáng chốc bao phủ lên người của 6 người Sử Lai Mỗ, mà ngũ sắc quang mang trên người hắn cũng chậm rãi tiêu tán đi. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ dân chúng của Hỗn Loạn Chi Thành đều không nháy mắt, nhìn lên trên bầu trời. Đối với cường giả thần bí này đột nhiên xuất hiện, tự hồ là con trai của Lôi đại nhân, bọn họ đều có lòng hiếu kỳ rất lớn, đồng thời ở trong nội tâm cũng tràn đầy kích động. Ngay thời khắc cao thủ 5 vực thập tam vương quốc xâm lấn, cường giả thần bí này bày ra lực lượng cường thế, làm cho bọn họ phải hưng phấn, vô cùng kích động. Đương nhiên, có ý niệm này không chỉ là người bình thường trong Hỗn Loạn Chi Thành, đám người Tòa Lãng cũng trợn mắt nhìn người kia. Về phần nhóm người A Cơ Mễ Đức đã sớm rưng rưng nước mắt khi nghe Lôi Nặc hô tên Kiệt Sâm. Trong vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chừng chừng, hào quang trên thân thể người kia dần dần tiêu tán, thân ảnh cao gầy xuất hiện ngay trong tầm mắt mọi người. A Cơ Mễ Đức gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc, đôi mắt đột nhiên ướt át, nước mắt nóng bỏng không chút do dự từ vành mắt hắn chảy xuôi xuống dưới. Hào quang vô tận tán giật đi, trên bầu trời một thanh niên tóc đen đeo hắc sắc trọng kiếm, im lặng đứng nơi đó, còn người lạnh băng đầy sát cơ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người Sử Lai Mỗ. Hỗn Loạn Chi Lĩnh, Kiệt Tư, không biết là các hạ đã nghe nói qua chưa? Một câu nói lập tức như gào thét, lướt qua trong lòng mỗi người. Không có bất cứ âm thanh gì, Hỗn Loạn Chi Thành lại hoàn toàn im lặng, tĩnh mịch tới mức làm cho mọi người hít thở không thông. Mà giờ khắc này toàn bộ dân chúng của Hỗn Loạn Chi Thành vẫn chưa thể tỉnh lại. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trên bầu trời, thần sắc ngây ngốc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Không thể ngăn cản. Tóc dài màu đen, mắt đen, trường bào màu nâu xám, lưng đeo hắc sắc trọng kiếm. Hắn ngạo nghễ đứng trên thiên không, không nói thêm lời nào, lại phảng phất hóa thân thành duy nhất trong thiên địa, trường tồn từ viễn cổ. Kiệt Tư đại nhân! Bên trong Hỗn Loạn Chi Thành không biết là ai ấp úng kêu lên. Lời nói không được tròn vẹn nhưng giống như một lạc cây dẫn nổ, phút chốc làm nổ tung cả tòa thành trì. Tiếng gầm bỗng nhiên vang lên, thực giống như một ngọn núi cao lơ lửng trên không trung, giống như mất đi cột trụ, từ vạn thước thiên không rơi xuống, đập trúng mặt đất, ầm ầm tứ tán. Trùng kích lập tức lan tràn ra khắp cả tòa thành trì, khiến mọi người không chịu nổi, trái tim có vẻ co rút, vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Là Kiệt Tư đại nhân, thực sự là Kiệt Tư đại nhân, Kiệt Tư đại nhân đã trở về rồi. Người cầm quyền của Hỗn Loạn Chi Lĩnh, hội trưởng Linh Dược Sư Hiệp Hội, chủ nhân ngày trước của Lôi đại nhân. Toàn bộ dân chúng của Hỗn Loạn Chi Thành lập tức biến thành kích động, sắc mặt ửng hồng, trừng lớn hai mắt cơ hồ không cách nào hô hấp, chỉ sững sờ nhìn lên thân ảnh trên bầu trời đó. Đó mới là lãnh tụ đứng đầu chân chính của toàn bộ Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành giờ này triệt để sôi trào. Thành trì đang tràn ngập không khí chán nản tuyệt vọng, hiện tại giống như tỏa sáng sinh cơ, hiện ra sức sống phồn vinh mạnh mẽ. Bên trong thành trì vô số dân chúng đều cao giọng hoan hô. Đơn giản là vì hắn chính là Kiệt Tư đại nhân. Vô luận là hồi ức chỉ trong nháy mắt bốc cao trong đáy lòng dân chúng ở Hỗn Loạn Chi Thành này, cơ hồ toàn bộ dân chúng còn nhớ rõ, năm đó Kiệt Tư đại nhân cùng với Lôi đại nhân cận chiến đã cùng 4 hoàng linh sư tại Hỗn Loạn Chi Thành, bộ dáng anh hùng vô địch. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ năm đó Kiệt Tư đại nhân vẫn còn là một thiếu niên, khi tiến hành linh dược quyết đấu cùng Bị Ai Nhĩ tộc trưởng, Cử Lý gia tộc được nổi danh Hỗn Loạn Chi Lĩnh đệ nhất linh dược sư,
chế biến ra hoàng cấp linh dược tể dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Cho dù là đối thủ ngày hôm nay còn mạnh mẽ hơn mấy đại gia tộc năm xưa của hỗn loạn chỉ lĩnh, nhưng đối thủ đều là đế linh sử bát giai đến từ thập tam vương quốc. Nhưng mà Kiệt Sâm xuất hiện với tư thái hoành không xuất thế, tư thế oai hùng đánh lui đám người Sử Lai Mỗ, làm toàn bộ dân chúng của hỗn loạn chi thành này đối với hắn tràn đầy tin tưởng. Sư phụ! A Cơ Mễ Đức nghẹn ngào lên tiếng. Kiệt Sâm đại nhân! Cảm đạo phụ kích động. Kiệt Sâm đại nhân! Kiệt Sâm đại nhân! Lý Cản tộc trưởng, Mã Lợi Á, toàn bộ những hoàng linh sử của hỗn loạn chi thành đều kích động kêu to. Vậy thì ta xin chào A Cơ Mễ Đức. Sư phụ đã về chậm rồi. Chư vị, Kiệt Sâm ta đã về chậm. Kiệt Sâm quay đầu nhìn A Cơ Mễ Đức, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Vài năm không gặp lại đại đệ tử của mình cũng không làm cho mình thất vọng, mà mọi người của hỗn loạn chi lĩnh này cũng không làm cho mình thất vọng. Kiệt Sâm hay là Kiệt Tư cái gì? Số tiểu tử, người chính là người đứng đầu hỗn loạn chi lĩnh Kiệt Tư à? Đúng là một tiểu hoa nhi, không biết các người kích động cái gì? Trên bầu trời, nhìn Kiệt Sâm, Sử Lai Mỗ cười lạnh lên tiếng. Phụ thân, ngài thối lui đi. Có mấy thứ làm người ta xinh đáng ghét có mặt ở chỗ này. Quả thực là làm cho người ta khó chịu ngứa mắt. Chờ con đuổi đi, rồi lại cùng mọi người nói chuyện sau. Nghe được lời nói của Sử Lai Mỗ, Kiệt Sâm lên tiếng với Lôi Nặc lập tức quay đầu. Ánh mắt vốn ôn hòa liền biến thành lạnh như băng. Tiểu tử, cuồng vọng, hôm nay ai thua ai thắng còn không phải là nhất định đâu. Trong miệng của Sử Lai Mỗ phát ra tiếng cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn mấy người xung quanh. Năm người khăng đốn lập tức đem Kiệt Sâm vây quanh ở trong trung ương, sáu người đều bộc phát ra đế uy khủng bố. Kiệt Sâm! Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Lôi Nặc không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, đang định bày tới. Khi nãy hắn bị sáu người vây công nên tổn thương rất nặng. Tuy Lôi Nặc thực sự có lòng tin với Kiệt Sâm, nhưng dù sao đối phương có tới sáu người, Sử Lai Mỗ lại vô cùng cường đại. Lôi Nặc có thể cảm giác ra được trong cấp bậc đế linh sử cao cấp của Sử Lai Mỗ cũng thuộc hạng cường hãn, làm cho người ta không khỏi lo lắng. Phụ thân à, không cần đâu. Kiệt Sâm đưa tay ngăn cản Lôi Nặc tiến tới, trong mắt hắn hiện ra quang mang lạnh như băng. Mấy cái con tôm tép nhãi nhép, phụ thân hãy cứ chờ xem con làm sao mà báo thù cho cha. Cuồng vọng! Sử Lai Mỗ hét to, ngay lập tức xuất thủ. Một cỗ uy áp cực kỳ lớn và cường đại khó có thể hình dung từ trên người của Sử Lai Mỗ bộc phá. Thổ hệ linh lực bùng nổ, cuồn cuộn bao phủ cả thiên địa. Chiến đạo rung rung nhắm ngay Kiệt Sâm chém tới. Đại địa áo nghĩa, đạo phá thương khung. Một đạo hắc sắc đao mang dài hơn 10 trượng nhắm ngay Kiệt Sâm hùng hoàng bổ tới. Khi Sử Lai Mỗ vừa ra tay, năm đế linh sư vây quanh đều đang dâng lên khí tức cường đại, gương mặt dữ tợn chém ra vũ khí. Phong hệ áo nghĩa, viên không liệt. Thủy hệ áo nghĩa, hồng lưu bôn đằng. Kim hệ áo nghĩa, vạn kiếm phá không. Hỏa hệ áo nghĩa, viêm long thần thiên. Đại địa áo nghĩa, hắc ngọc thương tận. Ngũ sắc quang mang bắn ra. Kiệt Sâm khi nãy ra tay cũng làm cho bọn hắn biết được, tuy nhìn qua, Kiệt Sâm này thập phần trẻ tuổi nhưng thực lực thâm sâu khó lường. Bởi vì vừa ra tay, liền thi triển ra sát chiêu, không thể có nửa phần lưu thủ. Sau đấy linh sư từng người thi triển ra tuyệt chiêu huyền ảo của mình, đồng thời nhắm ngay Kiệt Sâm cộng tới, đặc biệt là công kích của Sử Lai Mỗ. Khí tức đủ vượt qua năm người khác, uy áp đáng sợ lan ra, vòng trời như muốn sụp đổ. Nhìn thấy khí thế của sáu người này, sắc mặt của Lôi Nặc thoáng cái thay đổi. Giờ phút này đối phương ra tay còn ngoan độc hơn trước khi đối phó với hắn. Ngay cả hắn cũng không ngăn trở được một kích hợp lực của sáu người. Hơn nữa, Sử Lai Mỗ khi nãy còn chưa thi triển toàn lực, nhưng người khác cũng không đạt tới mức liều lĩnh dốc toàn lực xuất thủ như hiện tại. Đối mặt với một kích kinh thiên kia của Kiệt Sâm thì ngăn trở thế nào đây? Chẳng những là Lôi Nặc, trên mặt nhóm người A Cơ Mễ Đức cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thực sự uy áp của đám người Sử Lai Mỗ quá mức đáng sợ rồi, chỉ là xa xa đã cảm thấy làm cho người ta phải run rẩy. Trên bầu trời, thân hình của Kiệt Sâm bỗng nhiên cử động, cặp mắt bắn ra một hào quang chói mắt. Linh thần quyết vận chuyển, diệt thần sát quyết cũng điều động, một cỗ linh lực khủng bố phóng lên trời. Hắc sắc trọng kiếm trong sau lưng bay ra, trên người tản ra ngũ sắc quang mang, nhắm ngay năm đạo huyền ảo công kích bổ tới. Diệt thần sát quyết, chiến lực gấp 3, ngũ hành pháp tắc, phá cho ta! Hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm bay tới đâu, công kích của đám người khang đốn lập tức bị chém vỡ đến đó. Căn bản không ngăn cản được mảy may. Cuối cùng hắc sắc trọng kiếm cũng bị hắc sắc đao mang của Sử Lai Mỗ nặng nề va chạm vào nhau.
Một màn khiến cho mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Bị hắc sắc trọng kiếm chém trúng, hắc sắc đao mang của Sử Lai Mỗ run rẩy không ngừng, ngay lập tức vang to một tiếng, biến thành thổ hệ nguyên tố tiêu tán trên không trung. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Không thể ngăn cản. Làm sao? Trong lòng của Sử Lai Mỗ kinh hãi, thân hình lùi lại rất nhanh. Kiệt Sâm không truy kích mà nhắm vào cao thủ thù khắc của Vương quốc, Đế Linh Sư phòng hệ trùng cấp Khang Đốn chém ra một kiếm. Hắc sắc trọng kiếm xuyên phá trời cao, trực tiếp chém tới đỉnh đầu của Khang Đốn. Phong tường chi dực. Trong lòng Khang Đốn kinh hãi, sau lưng của hắn xuất hiện một cánh chim trong suốt, muốn tránh né công kích của Kiệt Sâm, nhưng trời phát hiện ra khắp thiên địa đều đã bị phong tỏa, uy áp vô tận từ khắp bốn phương tám hướng bao trùm về phía hắn, làm cho hắn hoàn toàn không thể tránh né được. Hắc sắc trọng kiếm đi tới đỉnh đầu của Khang Đốn, không gian nứt ra một lỗ thủng rất lớn bao phủ lấy hắn. Ngăn cho ta! Phong hệ áo nghĩa, thủ hộ chi thuẫn! Nhìn thấy hết thảy vết nứt không gian kinh người, trong lòng của Khang Đốn vạn phần hoảng sợ, miệng quát lớn đánh trường kiếm ngăn cản trước mặt của mình. Một đạo thanh sắc quang mang từ trên người của Khang Đốn bắn ra, tạo thành một mặt cực lớn. Xuất hiện trước mặt hắn là một cái khiên, phong hệ nguyên tố phóng thích, phong hệ pháp tắc huyền ảo lưu truyền cực độ thủ hộ lấy xung quanh hắn. Trong thoáng chốc, hắc sắc trọng kiếm cùng thanh sắc chấn tấm chắn nặng nề va chạm cùng một chỗ. Tấm chắn này run rẩy không ngừng, từng đạo linh lực, linh vân cùng với linh phù bên ngoài không ngừng nổ tung, nhộn nhạo thành từng đạo gợn sóng. Sau tấm chắn, trong miệng của Khang Đốn chợt giống lên, sắc mặt đỏ tươi, toàn thân run rẩy, linh lực trong người không ngừng phóng thích muốn ngăn cản công kích của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hừ lạnh, thần mang bắn ra trong đáy mắt. Diệt thần sát quyết, chiến lực gấp ba, chết đi cho ta. Theo lời vừa nói của hắn rơi xuống, hắc sắc trọng kiếm bắn ra một cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Thanh âm oanh minh đình tài nhức óc vang lên, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của Khang Đốn, tấm chắn màu xanh trước mặt của hắn như thủy tinh yếu ớt xuất hiện từng đạo vết dạn, lập tức âm âm vỡ tung. Sắc hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm chém rụng đầu của Khang Đốn, lập tức oanh đầu hắn thành hư vô. Vô số phòng hệ nguyên tố biến thành tán loạn, thi thể không đầu của Khang Đốn lập tức rơi xuống. Không! Khang Đốn! Ở gần bên, đám người Sử Lai Mỗ đều phát ra tiếng hét to, đồng thời mang theo vẻ mặt phẫn nộ lẫn hoảng sợ nhìn Kiệt Sâm. Không cần phải gấp, lập tức sẽ tới phiên các ngươi. Thanh âm lạnh như băng, ánh mắt của Kiệt Sâm lạnh lùng, dùng một kiếm đánh chết Khang Đốn không còn nửa phần do dự, nhắm ngay một lão giả áo xám bên cạnh oanh ra một quyền. Một quyền của Kiệt Sâm vừa đánh ra, ngay lập tức chỉ nghe thanh âm tiếng vỡ tan của không gian, cánh tay vùng vẩy lướt qua, không gian chấn động kịch liệt. Quyền xuất như dao lòng xuất động. Đánh ra một quyền, nắm đấm của Kiệt Sâm mang theo bao vân rung động không gian, không ngừng vặn vẹo, trực tiếp bắn thẳng về hướng lão giả áo xám. Thanh âm rung động, trao đạo tâm linh, không gian trực tiếp bạo liệt lổ ra, lỗ thủng rất lớn màu đen. Xuyên thấu qua lỗ thủng này rõ ràng nhìn thấy được không gian loạn lưu đang tàn sát bừa bãi. Đại địa áo nghĩa, kim võng hộ thế. Đối mặt với công kích của Kiệt Sâm, lão giả áo xám vạn phần kinh hoàng, miệng hét to. Thổ nguyên tố trong phạm vi tràn ngập thước lập tức sôi trào, tạo thành một tầng khải giáp sáng bóng bao phủ bên ngoài thân thể của hắn. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng thôi. Một quyền của Kiệt Sâm công kích tới, khải giáp bên ngoài thân thể của lão giả áo xám lập tức bị hủy diệt. Lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng rất lớn, máu tươi không ngừng phun ra. Đôi mắt của hắn lập tức mất đi vẻ sáng bóng, thân hình ngã nhào xuống. Trong khoảnh khắc lại thêm một gã đế linh sử bát giai đề cấp nữa vẫn lạc. Sử Đông! Sử Đông! Nhìn thấy lão già bị Kiệt Sâm dùng một quyền đánh chết, mấy người còn lại hoảng sợ giống lên, nhìn qua Kiệt Sâm không tự chủ được run rẩy. Chỉ đúng một kiếm, cao thủ thứ hai của địch khắc vương quốc, đế linh sử phòng hệ trung cấp Khang Đốn vẫn lạc. Một quyền, đế nhất, cao thủ Ô Khảm vương quốc, đế linh sử thổ hệ, đề cấp Sử Đông cũng vẫn lạc. Chỉ còn lại Đạt Tư Đinh, Hoắc Phu Mạn, Đức Dùy Thác đều lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Kiệt Sâm. Hai người kia đều là cao thủ nổi danh ngang hàng với bọn hắn. Cứ như vậy bị thanh niên tóc đen kia chỉ thoáng chốc liền đánh chết, làm nội tâm bọn hắn phải run rẩy, thân thể lạnh giá. Mà Lôi Nặc đang đứng sau lưng Kiệt Sâm cũng hoàn toàn há hốc mồm, nhìn qua Kiệt Sâm này trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Trên bầu trời, Kiệt Sâm ngạo nghễ đứng thẳng, cơn gió thổi tung mái tóc dài.
Đôi mắt của hắn lạnh như băng nhìn bốn người sự lại mỗ. Thật là đáng hận, chúng ta làm sao đây? Nhìn thấy Kiệt Sâm đứng thẳng phía trước, ba người Đạt Tư Đình đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn sự lại mỗ, trong lòng đã có ý thối lui. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người của sự lại mỗ. Có cái chuyện gì mà phải làm gì nữa? Một tên tiểu tử thối mà thôi, ta sẽ tới giết hắn. Ba người các người đi đem đám linh sư của hỗn loạn chi thành giết hết đi. Sự lại mỗ hùng hăng lên tiếng. Ba người Đạt Tư Đình liếc nhau. Ba người này lao nhanh như thiểm điện hướng về chỗ A Cơ Mễ Đức bọn họ bày vút tới. Hiện tại bọn hắn đã không dám trực tiếp động thủ với Kiệt Sâm. Tất cả mọi người động thủ giết hết những người của hỗn loạn chi thành cho ta. Gương mặt của ba người vô cùng dữ tợn, quát lên chói tai. Theo lời của chúng nói ra, gần 10 tên hoàng linh sư của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đều phát ra tiếng gào thét, vùng vũ khí trong tay. Dừng tay! Lôi Nặc gầm lớn muốn xông lên, lại bị ba người Đạt Tư Đình vây quanh. Công kích đáng sợ lập tức đánh úp về phía Lôi Nặc, hắn chỉ có thể vùng kiếm ngăn cản. Thanh âm tiếng nổ tung vang lên, Lôi Nặc lập tức quấn vào trong vòng chiến đấu cùng ba người Đạt Tư Đình. Cũng may trước đó Kiệt Sâm trị liệu nên sức chiến đấu của Lôi Nặc đã khôi phục hơn phân nửa, cho dù chưa khỏi hẳn nhưng vẫn có khả năng chống đỡ trước sự vây công của ba người này. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này trong miệng Kiệt Sâm hừ lạnh, vừa định ra tay đã thấy Sử Đại Mỗ ngăn chặn trước mặt, đôi mắt lạnh như băng nhìn Kiệt Sâm tràn đầy sát cơ vô tận. Đối thủ của người là ta, giết người của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc ta thì xú tiểu tử, người chết chắc. Lời vừa rơi xuống, hắn lập tức xuất thủ. Một cỗ lực lượng thâm trầm nặng nề từ trong cơ thể của Sử Lai Mỗ lan tràn ra ngoài. Một hư ảnh mơ hồ, giống như người khổng lồ hiện ra ngay sau lưng của hắn, tản mát ra uy áp làm người ta phải rung động. Trong miệng của Sử Lai Mỗ quát to, chiến đao trong tay tản mát ra ảo ảnh. Phách Nguyệt Hoàng Đao, Phách Tuyệt Thiên Hạ, Hoàng Đao xuất thế, sở hướng vô địch. Trải qua cảnh tượng Kiệt Sâm ra tay khi nãy, Sử Lai Mỗ đã biết tuy Kiệt Sâm này còn rất trẻ tuổi, nhưng thực lực thâm sâu khó lường. Bởi vậy, khi vừa ra tay thì liền thi triển ra phần công tuyệt thế của mình. Trong miệng của hắn gào thét, chiến đao chấn động trong hư không, xuyên phá thiên không, không còn là hư ảnh như lúc đầu đối chiến với Lôi Nặc mà hóa thành một cự đao thật thể cao tận 10 trượng, tản mát ra quang mạng rực rỡ. Toàn bộ thân đao này, lưu chuyển, kinh thế uy thiên, trùng điệp có một chỗ với hư ảnh khổng lồ sau lưng của Sử Lai Mỗ, giống như người khổng lồ kia cũng đang cầm đao trong tay, chuẩn bị vùng lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chém giết thảm thiết. Chết đi! Đối diện trong miệng của Sử Lai Mỗ gào thét, hai tay cầm đao dùng sức chém xuống. Sau lưng của Sử Lai Mỗ hư ảnh khổng lồ mở mắt, thổ hệ nguyên tố trong thiên địa lập tức cuồng bạo. Hắc sắc chiến đao cao hơn 10 trượng dưới sự khống chế của Sử Lai Mỗ nhắm ngay đầu Kiệt Sâm bổ mạnh. Hư không ở trong không trung lao đảo, thổ hệ linh lực mạnh mẽ tung hoành. Trên bầu trời của hỗn loạn chi thành này nháy mắt như rơi vào ngày tận thế, khí tức cường đại làm cho người ta phát run. Cút ngay cho ta! Nhìn Lôi Nặc cùng A Cơ Mễ Đức bị vây công, Kiệt Sâm đột nhiên thét to. Toàn thân hắn bắn ra ngũ sắc quang mang, một luồng ngũ sắc thải hồng từ trong tay hắn bay ra, chiếu sáng cả thiên không. Một cỗ uy áp lan tràn, hắc sắc trọng kiếm đâm thẳng về hướng Sử Lai Mỗ. Ngũ hành luân chuyển, chiến lực gấp 5. Diệt thần sát quyết lưu chuyển, bỗng chốc phát ra chiến lực gấp 5 lần. Hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm cùng hắc sắc chiến đao trong tay của Sử Lai Mỗ thoáng chốc đã va chạm vào nhau. Thanh âm tiếng nổ tung kinh người vang lên, Kiệt Sâm cùng Sử Lai Mỗ đồng thời thối lui, không ngờ thực lực lại ngang nhau. Thế nào? Trong miệng của Sử Lai Mỗ khiếp sợ bật thốt, mà Kiệt Sâm cũng có chút kinh ngạc. Vũ khí trong tay của song phương chém ra thêm lần nữa, hắc sắc chiến đao cùng hắc sắc trọng kiếm không ngừng va chạm. Hai thanh vũ khí ẩn chứa linh lực bất đồng, va chạm nhanh tới mức đáng sợ, không ngừng công kích lẫn nhau. Thực lực của tiểu tử này sao mà càng ngày càng mạnh lên như thế? Thấy mình thi triển ra Phách Tuyệt Hoàng Đao giao chiến cùng Kiệt Sâm mà không hề chiếm được thượng phong, Sử Lai Mỗ không nhịn được nhíu mày. Mà Kiệt Sâm nhìn thấy phụ thân bị ba người Đạt Tư Đình vây công, cùng với nhóm người A Cơ Mễ Đức bị đám người Tòa Lãng vây đánh, trong lòng sốt ruột. Thực sự thì Sử Lai Mỗ này thực sự có chút cường đại, dù trong đẳng cấp đế linh sư cũng không phải là một kẻ yếu. Kiệt Sâm đã thi triển gấp 5 lần chiến lực trong diệt thần sát quyết, nhưng nhất thời cũng không đánh bại được hắn.
Như vậy lẽ ra cũng không có gì. Mấu chốt chính là phụ thân cùng nhóm người A Cơ Mễ Đức đang gặp nguy hiểm, khiến cho Kiệt Sâm không khỏi sốt ruột. Trong miệng Kiệt Sâm hừ nhẹ, thân thể bay ngược ra đằng sau mấy chục thước, lãnh liệt nói. Đã như thế. Đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Một đạo kim sắc bao văn từ trong người Kiệt Sâm lan tràn ra, đồng thời bao phủ cả phiến thiên địa nơi này. Lúc này, khí thế trên người Kiệt Sâm cũng không ngừng kéo lên, toàn thân bắn ra kim sắc quang mang, khí tức mãnh liệt không ngừng dâng trào trên người hắn. Đôi mắt của Kiệt Sâm như điện nhìn chăm chăm vào Sử Lai Mỗ, toàn thân bắn ra ngàn vạn đạo kim quang. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm ảnh trôi nổi, lực lượng kim hệ pháp tắc bổn nguyên hiện hiện trên thiên không. Ngay sau đó, kết hợp cùng linh lực Kiệt Sâm phóng thích, ngay lập tức ngừng tụ thành kiếm chỉ thế giới. Ngừng! Trong miệng Kiệt Sâm hét lớn. Theo Kiệt Sâm lên tiếng, kiếm chi thế giới vốn đang bao phủ cả bầu trời chợt thu nhỏ lại. Vô số kiếm sắc, khí không ngừng co rút cô động, tạo thành một thanh kim kiếm cực lớn, tạo tới gần 10 thước, tới trước mặt của Kiệt Sâm. Kim sắc cự kiếm hoàn toàn đem kiếm chi thế giới dung nạp vào bên trong, năng lượng ngưng tụ rất cao độ, không ngừng rung động trao đảo, mũi kiếm tán giật ra, kiếm khí xé rách không gian. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn qua Sử Lai Mỗ. Hả? Kiếm chỉ thế giới? Vì sao ngươi cũng có thể ngưng tụ kiếm chỉ thế giới? Sử Lai Mỗ khiếp sợ nhìn Kiệt Sâm. Bên trong cái linh thần bảo tàng là có cái thứ gì? Vì sao Lôi cùng với Kiệt Tứ đi vào đều có thể ngưng tụ kiếm chỉ thế giới? Trước lúc nhất thời, Sử Lai Mỗ đem nguyên nhân Kiệt Sâm có thể ngưng tụ ra kiếm chỉ thế giới quy kết cho việc hắn từng tiến vào trong tử vong mê cung. Kiệt Sâm nhìn chằm chằm đối thủ, tay nắm chặt cự kiếm. Kim kiếm chém xuống, lưu lại một đạo kim sắc thần quang, lập tức đi tới trước mặt của Sử Lai Mỗ. Kim sắc cự kiếm cùng hắc sắc chiến đao va chạm, toàn thân của Sử Lai Mỗ kịch chấn, thân hình bật lùi ra phía sau, hư ảnh sau lưng hắn cũng chao đảo một trận. Thực sự là quá mạnh, còn mạnh hơn cả tên kia, là ngưng tụ kiếm chỉ thế giới. Trong nội tâm của Sử Lai Mỗ khiếp hãi. Kiệt Sâm đuổi theo chém xuống hai kiếm, Sử Lai Mỗ gian nan chống đỡ. Sử Lai Mỗ ngẩng đầu phất lên, phát hiện ra hư ảnh sau lưng mình đã trao đảo, ẩn ẩn có cảm giác như muốn tán loạn, không khỏi cả kinh. Sử Lai Mỗ vội vàng hướng phía sau thối lui. Kiệt Sâm không truy kích, thân hình nhoáng lên một cái, đột nhiên đi tới chỗ Lôi Nặc. Thế giới chi kiếm trong tay không hề ngừng lại, nhắm ngay một lão giả khô gầy mặc trường bào màu vàng hung hăng chém xuống. Không xong rồi! Xa xa, nhìn thấy một màn này, Sử Lai Mỗ kinh hãi phát ra tiếng kêu to. Đạt Tư Đinh, hãy coi chừng! Nghe tiếng hét to của Sử Lai Mỗ, cảm nhận được sau lưng mình có luồng khí lực khủng bố tràn tới. Lúc này Đạt Tư Đinh quay đầu nhìn thấy thế giới chỉ kiếm đã bổ qua, không khỏi vạn phần hoảng sợ. Trong miệng của Đạt Tư Đinh phát ra tiếng gào thét, không còn quản tới việc vây công Lôi Nặc. Thân hình nhanh chóng thối lùi ra phía sau, trường kiếm trong tay bắn ra ngàn đạo kim quang, ngừng tụ thành một thanh sắc kinh cự kiếm. Kim hệ áo nghĩa, thiên chi kiếm! Trong tiếng gào thét của Đạt Tư Đinh, kim sắc cự kiếm bắn ra kim sắc quang mang, đón nhận thế giới chi kiếm của Kiệt Sâm. Thiên chi kiếm, uy lực thế giới chi kiếm là lớn nhất, chết đi cho ta. Trong miệng của Kiệt Sâm phát ra thanh âm lãnh khốc, thân hình ương ngạnh nhảy lên, gương mặt không chút biểu tình chém xuống thế giới chi kiếm. Hai thanh cự kiếm va chạm vào trong không trung. Trong ánh mắt trừng lớn hoảng sợ của Đạt Tư Đinh, thiên chi kiếm trong tay của hắn bị thế giới chi kiếm oanh kích giống như thủy tinh đụng phải kim cương, lập tức xuất hiện vô số vết rạn, ầm ầm nghiền nát. Vô số tiểu kiếm nguyên tố bị bay tán loạn, mà thế giới chi kiếm càng thêm bá đạo, mạnh mẽ đâm tới đánh vỡ thiên chi kiếm của đối phương, đồng thời chém thẳng lên người của Đạt Tư Đình. Một cỗ lực lượng hủy thiên địa, diệt chui vào trong thân thể của hắn. Biểu tình hoảng sợ của Đạt Tư Đình chợt động lại, ngay lập tức nổ bùng một tiếng. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, người của Đạt Tư Đinh lập tức hóa thành hư vô, chỉ còn lại nửa thanh trường kiếm bị chém gãy văng ra, ngoài ra không còn chút dấu vết. Ngay cả Tái Luân Đế Quốc, Nhất Thánh Tự, Tạp Ốc Nhí còn bị thế giới chi kiếm đánh bại, muốn đánh chết linh sư trung cấp như Đạt Tư Đinh cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Đạt Tư Đinh! Tiếng hô kinh hãi lần nữa lại vang vọng, thấy Kiệt Sâm vừa giết xong Đạt Tư Đinh lại muốn động thủ với hai gã đế linh sư còn lại của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Sử Lai Mỗ đã giống như một đầu mãnh thú phẫn nộ lao tới nhanh như thiểm điện. Xú tiểu tử, ta muốn giết người, giết người. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư,
Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Linh cấm thuật. Tiếng gào thét trong miệng của Sử Lai Mỗ truyền ra, cặp mắt của hắn biến thành đỏ bừng, thân thể cũng ở trên mặt hiện lên những đạo sắc linh vân, toàn thân trở nên dị thường khủng bố. Đồng thời trong cơ thể của hắn giống như có một đầu man hoang cự thú bị thức tỉnh, trên người tản mát ra lực lượng đang không ngừng kéo lên. Sử Lai Mỗ lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm, thầm thét vùng ra chiến đao trong tay. Kiệt Sâm thao túng thế giới chi kiếm nghênh tiếp lấy. Bầu trời như sụp đổ, thế giới chi kiếm trong tay Kiệt Sâm trao đảo, thân hình lùi nhanh về phía sau. Mau đi chết đi! Sử Lai Mỗ gào thét, trên người không ngừng phun ra thổ nguyên tố linh lực cường đại, mang theo tiếng vang ù ù, chém xuống chiến đao trong tay. Không gian bị cắt vỡ, lộ ra lỗ thủng đen kịt, đại lượng không gian loạn lưu xuất hiện liền lập tức biến mất. Hắc sắc chiến đao lập tức đi tới trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm gian nan ngăn trở, thế giới chi kiếm trong tay chợt run rẩy, cả người bị ném ra rất xa. Kiệt Sâm! Nhìn thấy một màn này, Lôi Nặc khẩn trương kêu lên, mà nhóm người A Cơ Mễ Đức cũng lộ vẻ lo lắng. Chuyện gì thế? Kiệt Sâm ổn định thân hình trên không trung, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong thân thể của Sử Lai Mỗ này so sánh với lúc trước đã tăng lên rất nhiều. Mà ngay cả hắn cũng cảm giác được một hồi nguy cơ, ẩn ẩn có một loại cảm giác áp chế không nổi. Sử Lai Mỗ không ngừng gào thét, ổn định thân hình trên không trung nhắm ngay Kiệt Sâm, giống như một ngọn núi lớn xông mạnh tới, không ngừng chém ra chiến đao trong tay. Thanh âm tiếng oanh minh không ngừng vang lên trên bầu trời hỗn loạn chi thành, linh lực cường đại không ngừng tán giật, chấn động tới mức đại lượng kiến trúc bên dưới thành trì này không ngừng bị đánh sờ xác sụp đổ, dân chúng hoảng sợ di tản. Giết! Giết! Giết toàn bộ người của hỗn loạn trì thành! Ta sẽ thỏa thích giết! Sử Lai Mỗ vừa nghênh chiến với Thích Kiệt Sâm vừa hướng Hoắc Phù Mạn cùng với tòa lãng bọn hắn gạo thét. Trên bầu trời, bị Sử Lai Mỗ hùng hãn công kích đến, Kiệt Sâm không ngừng thối lùi về phía sau, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng nhìn ra cuộc chiến phía xa. Đạt Tư Đình đã bị hắn giết chết, ngoại trừ Sử Lai Mỗ chỉ còn có Hoắc Phù Mạn là đế linh sư trung cấp thủy hệ, cùng Đức Duy Thác là đế linh sư đế cấp hỏa hệ. Tuy thân thể của phụ thân bị thương, nhưng muốn ngăn trở công kích của hai người vẫn sẽ không có vấn đề. Kiệt Sâm lo lắng chính là khu chiến trường bên phía A Cơ Mễ Đức. Hắn có thể cảm nhận được trong hoàn toàn hỗn loạn chi thành này, chỉ có A Cơ Mễ Đức cùng với Lý Căn là hoàng linh sư cao cấp, mà những người còn lại có Mã Lợi Á, cũng là một trưởng lão Bắc Nguyên gia tộc là hoàng linh sư trung cấp, những người còn lại đều là hoàng linh sư đề cấp. Bên phía Nam, vực thập tam vương quốc lại là đa số đều là hoàng linh sư cao cấp cùng trung cấp, toàn bộ thực lực vượt xa A Cơ Mễ Đức. Hiện tại nhóm người A Cơ Mễ Đức này đều đã bị thương, gian nan chống đỡ. Kiệt Sâm muốn chạy qua trợ giúp, nhưng lại bị Sử Lai Mỗ điên cuồng bức bách, căn bản không thể phản kháng kháng, cũng làm cho Kiệt Sâm không cách nào toàn lực chiến đấu được. Ngay khi Kiệt Sâm này còn đang vô cùng lo lắng, bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo thanh ảnh sáng như sao bay nhanh về phía chiến trường. Trong thoáng chốc đã xuất hiện trên bầu trời của hỗn loạn chi thành. Là ai? Không ít người liếc mắt nhìn đạo thanh ảnh kia, đó là một thanh niên có mái tóc nâu. Cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng 20, trên người tản mát ra linh lực khí tức kinh người. Sư phụ! Thanh ảnh kia vừa chạy tới khu chiến trường, nhìn thấy Sử Lai Mỗ đang giao chiến với Kiệt Sâm trong miệng đền kêu to. Người này chính là Lạc Hố Ân, cũng chạy đến với Kiệt Sâm. Chỉ có điều là Kiệt Sâm sắp đến hỗn loạn chi thành thì nhìn thấy thành trì dọc đường hoàn toàn rối loạn, nên hắn lo lắng cho hỗn loạn chi thành gặp phải tấn công. Vì vậy tăng nhanh tốc độ chạy trước, mà Lạc Hố Ân lại bị rớt lại phía sau. Lạc Hố Ân! Nhìn thấy Lạc Hố Ân, trên mặt Kiệt Sâm lộ ra vẻ vui mừng. Mau, nhanh lên! Nhanh đi cứu đại sư huynh của ngươi. Đại sư huynh. Ánh mắt của Lạc Hố Ân xẹt qua trên khu chiến trường, sau đó lập tức nhìn thấy A Cơ Mễ Đức đang rơi vào trong vòng vây của đám người tỏa lãng. Cho dù là Lạc Hố Ân chưa từng gặp mặt A Cơ Mễ Đức, nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được thanh niên thoạt nhìn còn chưa đầy 30 tuổi kia chính là đại sư huynh của mình. Vâng, sư phụ. Nhìn thấy A Cơ Mễ Đức toàn thân đẫm máu lâm vào bên trong vòng vây, trong mắt của Lạc Hố Ân toát ra vẻ tức giận. Hắn đã sớm xuất ra vạn mộc hoàng trượng trong miệng hét to, lập tức xông vào trong cuộc chiến của A Cơ Mễ Đức. Nhìn thấy một màn này, trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng cười. Hắn biết rõ thực lực của Lạc Hố Ân, hoàn toàn không cần tiếp tục lo lắng cho A Cơ Mễ Đức, liền đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người của Sử Lai Mỗ. Kiệt Sâm thao túng thế giới chi kiếm hùng hăng, nghênh đón về hướng Sử Lai Mỗ.
thanh âm tiếng nổ tung bạo tạc kinh thiên lại vang lên. Kiệt Sâm cùng Sử Lai Mỗ lập tức chiến thành một đoàn. Kim sắc thế giới chỉ kiếm cùng với hắc sắc chiến đao không ngừng va chạm cùng một chỗ. Kiệt Sâm ngừng phát đầu, phát hiện ra thế giới chỉ kiếm hiện lên vết rách, đang từ từ dạn vỡ, không khỏi cảm thấy cả kinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế giới chỉ kiếm của hắn sẽ vỡ tan mất. Sử Lai Mỗ cười lên điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, chiến đao trong tay không ngừng chém xuống. Thế giới chi kiếm trong tay Kiệt Sâm không ngăn cản nổi, chiến đao lập tức vỡ ra, hóa thành vô số kim hệ nguyên tố tiêu tán ngay trong không khí. Thân hình của Kiệt Sâm lùi lại rất nhanh, ngừng trọng nhìn qua Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ cường đại vượt ra suy đoán của hắn, làm nội tâm hắn cảm thấy không sao tưởng tượng được. Thế giới chi kiếm đã bị đánh tan, đây là lúc giao chiến với tạp tự ốc nhĩ còn chưa từng xuất hiện chuyện này. Sử Lai Mỗ bất quá là đệ nhất cao thủ nam vực của thập tam vương quốc mà thôi, tương đương với địa vị tại Trừ Bắc Tây Quốc, khu vực hoang vu. Cho dù là đối phương là đế linh sử cao cấp, nhưng làm sao có thể cường đại tới mức như thế này? Còn cường đại hơn cả cao thủ đứng đầu một đế quốc như tạp tự ốc nhĩ sao? Thế giới chỉ kiếm của ngươi đã hỏng hết rồi, nhìn ngươi có thể làm thế nào đây? Ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Đối diện, trong miệng của Sử Lai Mỗ điên cuồng gào thét, cặp mắt đỏ bừng, thần thái phát điên, trên người hiện lên đầy hắc sắc linh văn, theo hô hấp không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, tà ác dị thường. Đây rõ ràng là linh cấm thuật nào đó. Cảm nhận được cố khí tức tà ác trên người của Sử Lai Mỗ, sau khi cẩn thận đánh giá trạng thái quỷ dị kia, sắc mặt của Kiệt Sâm không khỏi ngưng trọng, trong miệng không khỏi kinh hô. Cuối cùng hắn đã hiểu được nguyên nhân vì sao Sử Lai Mỗ đột nhiên lại biến thành cường đại như vậy. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Kiệt Sâm nghi hoặc. Bên trong tàng thư các của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm đã từng đọc qua một ít ghi chép. Trên đại lục có một ít cấm thuật có thể ở trong thời gian ngắn đề cao thực lực của linh sư, nhưng loại cấm thuật này đối với linh sư gây tổn thương rất lớn. Một khi sử dụng hoặc sẽ làm linh sư vĩnh viễn giáng cấp, hoặc là giảm bớt tuổi thọ, hoặc là tổn thương linh hồn. Hơn nữa sẽ tạo thành ảnh hưởng tinh thần đối với linh sư, làm cho người đó biến thành tà ác, thích giết chóc khát máu. Tóm lại, nguy hại rất nhiều. Linh sư bình thường căn bản sẽ không sử dụng, mà Sử Lai Mỗ này hiển nhiên đã dựa vào loại cấm thuật tà ác nào đó mới có thể tăng mạnh được thực lực như vậy. Nhưng mỗi một nỗi nghi hoặc cũng xuất hiện trong lòng Kiệt Sâm. Loại linh cấm thuật này bởi vì vô cùng tà ác, làm cho người ta biến thành thần trí không rõ, thị khát sát máu. Bởi vậy, các thế lực lớn trên đại lục này đều cấm nó. Đừng nói là địa phương lạc hậu như Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, cho dù là bên trong Linh Dược Sư Tháp, thì Kiệt Sâm cũng là chỉ đọc lại ghi chép mà thôi. Căn bản không lưu lại phương pháp tu luyện cấm thuật. Vậy thì Sử Lai Mỗ này là từ nơi nào tu luyện được đây? Xú tiểu tử, người đã làm hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay, ta là muốn giết người, lột da của người, uống máu người, nhai xương người. Ngay khi Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ, Sử Lai Mỗ lại động. Giờ khắc này, toàn thân của hắn bị những linh văn đen kịt bao phủ, tiếng cười khẳng khặc quái dị. Trong thân thể phóng xuất ra một cỗ uy áp khủng bố, trong mắt bắn ra hào quang tà dị khát máu, nhắm ngay Kiệt Sâm một đao bổ tới. Bầu trời như sụp đổ, thổ hệ nguyên tố cuồng bạo. Hắc sắc chiến đao lập tức biến lớn thành hình một thanh chiến đao rất lớn, khác với lúc trước chính là chiến đao ngoại trừ bao bọc thổ hệ nguyên tố, còn có một đạo lực lượng màu đen quỷ dị bao phủ, làm lòng cho người ta rét lạnh. Hắc sắc chiến đao như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hùng hăng đổ ập trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm! Sư phụ! Đại nhân à! Thấy một màn như vậy, trên bầu trời, Lôi Nặc, Lạc Hổ Ân, A Cơ Mễ Đức cùng Cam Đạo Phu bọn họ cùng với toàn bộ dân chúng của Hỗn Loạn Chi Thành đều trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng kinh hù hoảng sợ. Cảm nhận được chiến đao chém tới, cảm giác tử vong bỗng nhiên lướt qua trong lòng Kiệt Sâm, làm cho lòng hắn chợt co rút. Dưới công kích khủng bố của Sử Lai Mỗ, lần thứ nhất Kiệt Sâm cảm thấy tử vong uy hiếp, nhưng trên mặt hắn không hiện lên vẻ sợ hãi, ánh mắt của hắn bình tĩnh ngạo nghễ đối mặt với Sử Lai Mỗ. Ngũ hành linh lực trong cơ thể theo linh thần quyết vận chuyển cực nhanh, dâng tràn tiến lên. Đồng thời Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu và Thổ Linh Châu trong đầu Kiệt Sâm cũng nhanh chóng xoay tròn. Giờ khắc này, ngũ hành linh lực trong thân thể của hắn không ngừng sôi trào lên. Ngũ hành pháp tắc, tương sinh tương khắc, khai thiên tích địa, sở hướng vô địch. Diệt thần sát quyết chiến lược gấp 7.
Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét, hai mắt đỏ bừng như đã điên cuồng. Chết đi! Trong cơ thể, hắc sắc lực lượng cổ quái dọc theo quỹ tích diệt thần sát quyết điên thường cuồng vận chuyển. Một cỗ khí tức vô cùng bá đạo dâng lên trong người Kiệt Sâm, chiến lực gấp 7 lần lập tức gia trì trên người của hắn. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm trong nháy mắt đã đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng được. Ngũ sắc quang mang tràn ngập khắp toàn thân, ngay cả kinh mạch bát giai đỉnh phong cũng không cách nào chịu tải, bị linh lực khủng bố xông đến như là nước lũ vô cùng đau đớn. Một đạo lực lượng khủng bố khó có thể hình dung ra từ trên người của Kiệt Sâm mạnh mẽ bốc lên, uy áp khủng bố làm cho cả thiên không như sụp đổ. Phảng phất giống như tận thế, làm hết thảy mọi người không cách nào hô hấp. Đối mặt với sự công kích điên cuồng của Sử Lai Mỗ, Kiệt Sâm không hề có chút giữ lại, đem lực chiến đấu của mình ra chỉ tới mức cao nhất. Đôi mắt của hắn bắn ra một đoàn tinh mang, hắc sắc trọng kiếm trong tay âm ầm chém mạnh. Hắc sắc trọng kiếm hóa thành một đầu hắc sắc nộ long, chấn vỡ không gian, lập tức xông về hướng Sử Lai Mỗ. Trên bầu trời, hắc sắc chiến đao khổng lồ cùng hắc sắc trọng kiếm chém vỡ màn trời, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người giống như thiên thạch ầm ầm va chạm. Hai thanh vũ khí ẩn chứa linh lực khủng bố lập tức va chạm vào nhau. Không gian trên bầu trời hỗn loạn thành, lập tức ầm ầm bạo liệt, lộ ra những lỗ thủng lớn màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lỗ thủng kịch liệt co rút, lập tức hóa thành các hắc sắc viên cầu ẩn chứa năng lượng khủng bố. Đồng thời xung quanh hắc sắc viên cầu, nhộn nhạo sóng xung kích, lan toàn khuếch tán. Linh lực nguyên tố cuồng bạo va chạm lẫn nhau. Không gian xuất hiện những vết gấp, từng tầng vỡ vụn. Tránh ra mau! Nhìn thấy một màn này, Lôi Nặc quát lớn, đồng thời điên cuồng bay nhanh ra khỏi khu vực đó. Sau một khắc, trong ánh mắt kính sợ của tất cả mọi người, hắc sắc viên cầu co rút lại đột nhiên liền khuếch trương ra. Một tiếng nổ rất mạnh, kinh thiên động địa, nổ tung trên hư không. Toàn bộ không gian đều cô đọng, chỉ còn lưu lại ánh sáng chói mắt. Năng lượng như biển gầm đột nhiên bộc phá giữa không trung, hư không sụp đổ lộ ra không gian lỗ đen. Linh lực nguyên tố hỗn hảo, tạo thành những đợt linh lực phong bạo vô cùng khủng bố. Linh lực hào quang sáng lạn nổ tung trên bầu trời, giống như năng lượng hủy diệt khuếch tán trong hư không, lan tràn ra khắp tứ phía. Không khí giống như thủy tinh vỡ vụn, biến thành không gian loạn lưu. Dưới cỗ lực lượng khủng bố oanh kích, dân chúng toàn bộ hỗn loạn chi thành bị đánh ngã, không ít phòng ốc đều ầm ầm sụp đổ. Kiệt Tư đại nhân! Nhưng mà dân chúng của hỗn loạn chi thành này vẫn không hề quản tới bản thân, chỉ siết chặt hai tay chờ mong, nhìn lên trung tâm nổ mạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhóm người Lôi Nặc thoát khỏi chiến trường cũng đều ngừng lại, không có ai chiến đấu, chỉ thẳng tắp nhìn lên chỗ nổ tung, sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm tràn ngập nỗi lo lắng cùng khẩn trương. Hai bên đều không thể chờ đợi mong muốn nhìn thấy rốt cuộc là ai đã lấy được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến đấu này. Một phương thắng lợi sẽ quyết định vận mệnh của một phương còn lại. Ngay khi toàn bộ mọi người đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, một đạo nguyên tố bụi mù đột nhiên mãnh liệt dâng lên, hai nhân ảnh từ bên trong trước sau bay ra. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Chỉ thấy bay vút phía trước là Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đệ nhất cao thủ Sử Lai Mỗ. Giờ phút này, toàn thân hắn vô cùng chật vật, quần áo tả tơi, trên người thấm đẫm máu tươi, gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Càng thêm chật vật chính là địa cấp thượng phẩm linh khí Phách Tuyệt Hoàng Đao của hắn đã bị vỡ vụn phân nửa, chỉ còn lại chuôi đao cùng một phần nhô ra thân đao. Ở sau lưng của hắn, Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, toàn thân bao bọc hắc sắc khải giáp, chính là thổ linh châu hóa thành hắc sắc khải giáp, nhưng ở trường bào bên người cũng đã rách mướp, nhưng so sánh với Sử Lai Mỗ vẫn tốt hơn rất nhiều. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Kiệt Sâm nghi hoặc. Sử Lai Mỗ bay vút ra khỏi đống bụi mù, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bỏ chạy, như muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Muốn chạy trốn sao? Chết đi! Kiệt Sâm đuổi theo phía sau, trong mắt bắn ra thần mang, hắc sắc trọng kiếm trong tay nhắm ngay Sử Lai Mỗ xa xa bổ tới. Một đạo ngũ sắc thần mang lập tức xuyên phá bầu trời, đi tới trước mặt của Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ hoảng sợ dùng nửa chiến đao ngăn cản ngũ sắc thần mang. Ngũ sắc thần mang cùng nửa chiến đao đụng vào nhau một chỗ, nửa chiến đao lập tức vỡ vụn, xu thế ngũ sắc thần mang không gian trực tiếp xẹt qua bả vai của Sử Lai Mỗ. Cánh tay của Sử Lai Mỗ lập tức bị đánh thành phấn vụn, hơi nơi ngực chuyển ra một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng nhờ vào nửa chiến đao ngăn cản cũng không lập tức giết chết được hắn.
toàn thân của Sử Lai Mỗ phun tràn máu tươi. Cô không biết đã thi triển ra kỹ năng gì, tốc độ bỗng nhiên lại tăng lên, lập tức biến mất tại phía chân trời. Sử Lai Mỗ đại nhân! Nhìn thấy một màn như vậy, hai đế linh sư cùng nhóm hoàng linh sư còn lại của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đều lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay lập tức liếc nhìn nhau. Trốn thôi! Đám người Hoắc Phu Mạn tràn đầy kinh hãi, ngay cả Sử Lai Mỗ đại nhân cũng bị đánh bại. Thực lực của Kiệt Sâm cường đại tới mức khiến cho bọn hắn không còn dũng khí phản kháng nữa. Trốn mau! Bọn hắn chỉ có một lựa chọn như vậy. Hoắc Phu Mạn, Đức Duy Thác cùng với 5-6 tên hoàng linh sư còn lại lập tức hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Muốn chạy sao? Lôi Nặc lập tức xông tới. Lạc Hố Ân, A Cơ Mễ Đức cũng xông thẳng với những hoàng linh sư kia, ra tay không chút lưu tình. Vốn đám người kia cũng đã không còn là đối thủ, hơn nữa hiện tại hoàn toàn mất đi niềm tin chiến đấu, không còn chút dũng khí phản kháng, lại bị Lôi Nặc cùng Lạc Hố Ân cường thế công kích, lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên một đám lập tức bị đánh chết, ngay cả Hoắc Phu Mạn cùng với Đức Dì Thác cũng không ngoại lệ. Ngay cả dũng khí phản kháng mà bọn hắn cũng không có, thì làm sao tránh thoát khỏi Lôi Nặc đổ sát, huống chi còn có Kiệt Sâm hỗ trợ. Ngay khi một gã hoàng linh sư cuối cùng của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc vẫn lạc đi. Đã xong rồi, cuối cùng thì cũng kết thúc. Nhìn qua hỗn loạn chi thành có chút tàn hoang, bầu trời tràn ngập mùi máu tươi, nhóm người Lôi Nặc nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Ngay lập tức một đám người vây quanh Kiệt Sâm. Sư phụ à! Kiệt Sâm đại nhân! Mọi người vô cùng kích động nhìn Kiệt Sâm, một nhóm người đáp xuống phủ đệ Khang Tư gia tộc trong hỗn loạn chi thành. Mà lúc này, toàn thành cũng vang lên thanh âm hoan hô đình tài nhức óc. Kiệt Sâm vừa rơi xuống, khóe môi liền tràn ra máu. Kiệt Sâm! Sư phụ à! Nhóm người Lôi Nặc lập tức cuống cuồng. À, ta không sao đâu, phụ thân, A Cơ Mễ Đức. Khi ta tới đây, coi nhìn thấy đội ngũ của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc còn cách trăm dặm ngoài thành nữa. Hiện tại, đám người của Sử Lai Mỗ đã chết. Mọi người hãy tranh thủ thời gian đi phản kích đi. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Bản thân của Sử Lai Mỗ, hắn đã bị trọng thương chạy thoát. Ta sẽ phải chữa thương trước, rồi một lát nữa ta sẽ quyết truy kích hắn. Không thể để cho hắn chạy thoát được. Trước đó, trận oanh kích lớn như vậy, Kiệt Sâm cũng bị tổn thương không hề nhẹ, làm cho hắn phải lập tức chữa thương mới có thể truy đuổi được. Kiệt Sâm nói xong liền nhắm hai mắt lại chữa thương. Nhìn thấy cảnh này, A Cơ Mễ Đức cũng vội vàng an bài đội ngũ hỗn loạn chi thành lập tức phát động phản kích đối với đội ngũ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc ở ngoài thành. Được Mộc Linh Châu trị liệu, Kiệt Sâm bỏ ra nửa canh giờ đem những thương thế chữa khỏi không ít. Sau khi thấy không còn trở ngại gì nữa, hắn cũng không đợi thương thế lành hẳn, đã bay ra khỏi hỗn loạn chi thành, hướng theo hướng của Sử Lai Mỗ bỏ chạy truy theo. Một lần truy kích thẳng tới khi trời chạng vạng tối, Kiệt Sâm mới quay về hỗn loạn chi thành. Kiệt Sâm, vậy thì còn có tìm được Sử Lai Mỗ không? Kiệt Sâm vừa về đến, Lôi Nặc quan tâm hỏi. Trong đại sảnh mọi người cũng đưa mắt nhìn lên người Kiệt Sâm. Dù sao thì Sử Lai Mỗ là đế linh sư cao cấp, nếu để cho hắn chạy thoát trong lòng mọi người có chút bất an. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm lắc đầu. Không, ta đã truy kích theo hướng đông hơn ngàn dặm cũng không tìm được bóng dáng của Sử Lai Mỗ. Nhưng mà mọi người không cần phải lo lắng đâu. Sử Lai Mỗ này hắn thi triển ra cấm thuật đã bị ta đánh trọng thương. Cuối cùng còn bị ta chém rụng một cánh tay nữa. Cho dù là hắn mạnh mẽ như thế nào thì tối đa cũng không thể sống qua một tháng. Trừ phi gặp được linh dược sư cường đại trị liệu cho hắn. Nhưng mà cho dù là có linh dược đế sư bát giai cứu được hắn thì bản thân của hắn cũng trở thành một tên phế nhân thôi. Không có gì đáng lo. Kiệt Sâm khẳng định nói, hắn từng là linh dược thánh sư kiểu giai, không cần nói gì khác. Đối với việc xem xét thương thế trên thân thể của người ta, luôn cực kỳ nắm chắc. Đây cũng là nguyên nhân mà Kiệt Sâm không lập tức theo truy kích, bởi vì Sử Lai Mỗ căn bản không sống nổi một tháng đâu. Cho dù có sống sót, cũng chỉ có thể trở thành một phế nhân mà thôi. Mọi người nghe vậy liền yên tâm thở ra. Kiệt Sâm nhìn về phía chân trời, trong lòng thật thở dài. Vốn hắn còn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vì sao một địa phương lạc hậu như Nam Vực Thập Tam Vương Quốc mà có được một đế linh sư cao cấp thực lực kinh người như Sử Lai Mỗ? Hiện tại nghi hoặc kia chỉ còn có thể vĩnh viễn cất giấu trong đáy lòng mà thôi. Kiệt Sâm đại nhân, hôm nay nếu như người không kịp trở về thì hỗn loạn chi thành chúng ta là sẽ thất thủ trong tay của đám người Sử Lai Mỗ đó. Cảm Đạo Phù kích động nhìn Kiệt Sâm, nhịn không được lên tiếng cảm khái. Nghe được lời nói của Cảm Đạo Phù, mọi người vẫn còn sợ hãi, nhẹ gật đầu. Vốn bọn họ chỉ cho rằng đội ngũ tấn công hỗn loạn chỉ lĩnh là những hoàng linh sư như tòa lãng. Tuy cường đại nhưng vẫn còn chưa tới mức không cách nào ngăn cản được.
Hơn nữa con mặt của Lôi Nặc ở đây có thể giữ vững được hỗn loạn chi thành. Nhưng thực sự là không ngờ 6 đế linh sư của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đều đi tới hỗn loạn chi lĩnh. Khi bọn hắn đột ngột xuất hiện, trong lòng mọi người A Cờ Mễ Đức đã tràn đầy tuyệt vọng. Cũng may là Kiệt Sâm kịp thời chạy về hướng đánh lui đệ nhất cao thủ Nam Vực Thập Tam Vương Quốc Sử Lại Mỗ, còn đánh chết 5 đế linh sư cùng 10 hoàng linh sư còn lại, lập tức liền hóa giải được nguy nan của hỗn loạn chi lĩnh. Bây giờ nghĩ tới nhóm người A Cờ Mễ Đức vẫn vô cùng sợ hãi, đối với thực lực mạnh mẽ của Kiệt Sâm cũng có loại cảm giác như mộng như ảo. A Cờ Mễ Đức, đội ngũ của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc bây giờ là như thế nào? Kiệt Sâm đưa mắt nhìn qua A Cờ Mễ Đức lên tiếng hỏi. Sư phụ à? A Cờ Mễ Đức đứng lên nói. Khi mà sư phụ chỉ kích theo Sử Lại Mỗ, có một người đã xuất lĩnh đội ngũ hỗn loạn chi lĩnh tại phá quân đội thập tam của Vương quốc ngoài thành. Hiện tại đại bộ phận của quân đội đó đã bị đánh chết hoặc là bị bắt làm tù binh. Còn nữa, một phần nhỏ đã chạy thoát, mà chúng ta còn đang truy kích cũng là càn quét bọn hắn. A Cờ Mễ Đức có chút kích động nói, trong mắt bốc lên sát ý. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Triển vọng của hỗn loạn chỉ lĩnh. Hơn một năm nay, quản lý hỗn loạn chỉ lĩnh, hắn biết thật rõ quân đội của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc xâm lấn, cướp đoạt tàn bạo như vậy. Nhưng bởi vì thực lực không đủ, A Cờ Mễ Đức vẫn luôn một mực chịu đựng, không ngừng đưa dân chúng thối lui. Nhưng vẫn có rất nhiều dân chúng bị giết hại. Mà toàn bộ hỗn loạn chỉ lĩnh có hơn 300 tòa thành trì, đã có gần 500 tòa thành trì bị chiếm đoạt, trở thành một mảnh hoang tàn. Mỗi một lần nghĩ tới cảnh tượng này, trong nội tâm của A Cờ Mễ Đức vô cùng thống khổ. Hôm nay, Kiệt Sâm đã xuất hiện, làm cho quân đội Nam Vực Thập Tam Vương Quốc như rắn mất đầu. Rốt cuộc thì A Cờ Mễ Đức chút bỏ được gánh nặng suốt hơn một năm qua, khiến cho nội tâm của hắn vô cùng thoải mái. Kiệt Sâm gật đầu. Sư phụ à, ngoài trừ đội ngũ bên ngoài của hỗn loạn chi thành, bên Nam Vực Thập Tam Vương Quốc còn có 2 đội ngũ chia ra nằm bắc tấn công thành trì nữa. Đệ tử chuẩn bị ngày mai phái người đi qua nơi đó. Hiện tại toàn bộ đế linh sư của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc cùng với hoàng linh sư đều đã vẫn lạc rồi. Quân đội của bọn hắn tuy là tinh nhuệ hơn chúng ta, nhưng mà không có cường giả tọa trấn thì căn bản không phải là khả năng hỗn loạn chi lĩnh chúng ta phản kích được đâu. Ta tin tưởng không cần vài ngày là chúng ta có thể đoạt lại được các thành trì trong tay của đối phương, thậm chí có thể phản công Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. A Cờ Mễ Đức cắn răng lên tiếng. Phải đó, phản công Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Nghe được lời nói của A Cờ Mễ Đức, nhóm người Lý Căn cùng với Cam Đạo Phu bọn hắn trong mắt đều trượt, phát ra tia sáng. Lần này xâm lấn Nam Vực Thập Tam Vương Quốc cơ hồ phải phái ra toàn cường giả, kể cả 6 gã đế linh sư cùng hơn 10 hoàng linh sư. Hiện tại những người kia đều đã vẫn lạc, Nam Vực Thập Tam Vương Quốc có thể nói là biến thành hư không, cho dù là hoàng linh sư tối đa chỉ là đề cấp cùng với trung cấp, căn bản không ngăn nổi mọi người công phạt. Nghĩ tới những gì có thể đem diện tích rộng lớn của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc này thu thập vào trong bản đồ của mình, nhóm người Cam Đạo Phu vô cùng hưng phấn. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, Nam Vực Thập Tam Vương Quốc giáp giới cùng với hỗn loạn chỉ lĩnh, ở giữa chỉ cách nhau một bình nguyên hoang mạc không quá lớn, hoàn toàn không có rào cản. Đây cũng là lý do Nam Vực Thập Tam Vương Quốc dễ dàng phái binh tiến vào trong hỗn loạn chỉ lĩnh. Mà giữa hỗn loạn chỉ lĩnh cùng với Tái Luân Đế Quốc còn cách nhau một dãy núi non trùng điệp cùng với sơn mạch, chỉ có vài con đường nhỏ xa xôi nối tiếp. Với thực lực của Tái Luân Đế Quốc vốn muốn chiếm đoạt hỗn loạn chỉ lĩnh là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng chính là bởi vì có dãy sơn mạch trùng điệp kia nên là hoàn toàn cách trở ý niệm xâm lấn của bọn họ. Ngẫm lại mà xem, chỉ nói là phái quân đội vượt qua dãy sơn mạch kia phải tốn hao ít nhất một năm thời gian. Hơn nữa bên trong sơn mạch này có nguy cơ trùng trùng, binh sĩ rất dễ dàng tổn thương thảm trọng, căn bản không cách nào chiếm lĩnh được. Đương nhiên là Tái Luân Đế Quốc này hoàn toàn có thể phái một ít đế linh sư cùng với hoàng linh sư đi thẳng tới hỗn loạn chỉ lĩnh. Nhưng chỉ là mười mấy vị cường giả, cho dù là thực lực có mạnh như thế nào, nhưng mà ở trên mảnh đất xa xôi lạc hậu như vậy, có thể làm được gì đây? Cho dù là tiêu diệt từng tòa thành trì, căn bản không có lợi ích, cho dù là chiếm đoạt được cũng không cách nào đưa vào bản đồ của đế quốc. Nhưng mà Nam Vực Thập Tam Vương Quốc này lại khác, chỉ cần hỗn loạn chi lĩnh phá được đối phương thì hoàn toàn có thể đem cả đối phương chiếm đoạt, biến thành thế lực của mình. Phải biết rằng, tuy diện tích của địa vực Nam Vực Thập Tam Vương Quốc chỉ bằng 1/3 của hỗn loạn chi lĩnh, nhưng mà chỉnh thế lực ở phía trên của hỗn loạn chi lĩnh, quanh năm chinh chiến khiến cho dân phòng bỉu hãn. Cho dù là một dân chúng bình thường đều có thực lực bảo vệ mình. Hơn nữa,
địa vực này lại càng thêm giàu có cũng đông đúc hơn hỗn loạn trị lĩnh. Bởi vì không có được một chính quyền nào cường đại mạnh mẽ đem bọn hắn nhất thống, cũng không nằm trong phạm vi thế lực của sòng tháp, không có chức nghiệp linh dược sư mấu chốt mới tạo thành tình cảnh hỗn loạn. Từng quốc gia không ngừng chinh chiến sẽ không có cách nào hưng thịnh. Rất nhiều thiên tài có thiên phú nhưng đều phải chết trong chiến tranh, làm người ta sẽ phải tiếc hận. Nếu như hỗn loạn trì lĩnh chiếm được một nam vực của thập tam vương quốc, với khả năng quản lý cùng tạo nghệ linh dược học của nhóm người A Cờ Mễ Đức, thì hoàn toàn có thể nhất thống nam vực thập tam vương quốc này, không cần phải tiếp tục chém giết nữa, sẽ trở thành một mảnh địa vực hòa bình, phát triển giống như hỗn loạn trì lĩnh. Phải biết rằng, với địa vực cằn cỗi của hỗn loạn trì lĩnh có thể dựa vào một trong 7 cái cấm địa như là Vân Vũ Triều Trạch mà sinh tồn. Sau khi được thống nhất, lại được Linh Dược Sư Hiệp Hội phát triển, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã có được biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, thực lực cường giả cũng đã siêu việt không ít người. Một khi Nam Vực Thập Tam Vương Quốc được nhất thống, cũng được phát triển giống như hỗn loạn trì lĩnh, chỉ mấy chục năm sau đã hoàn toàn có thể hình thành được một đế quốc loại nhỏ, hình thái như tứ đại đế quốc. Nghĩ tới loại khả năng như vậy, Lý Căn, Cam Đạo Phu, Mã Lợi Á đều biểu lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Thần là người trưởng khống các đại gia tộc cùng thế lực của hỗn loạn trì lĩnh, trong đầu bọn họ nghĩ tới đầu tiên chính là lợi ích. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt nhìn lên trên người Kiệt Sâm, tràn ngập chờ mong. Phản công Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Kiệt Sâm nhìn thấy nét mặt hưng phấn của mọi người, liền cười nhẹ nói. Vậy thì chỉ cần các người có năng lực là ta sẽ không phản đối. Nhưng mà trước tiên phải đem những thành trì đã bị hủy hoại kia kiến thiết lại đi. Hơn nữa chế độ của hỗn loạn trì lĩnh chúng ta cũng nên tu sửa lại, không thể quản lý các thành trì rời rạc như thế mãi. Vừa nghĩ tới những thành tử mình đã đi qua, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi sầu não. Thân là thủ lĩnh chính thức của hỗn loạn trì lĩnh này, có thể nói là những người đã chết đều là con dân của hắn. Nghe được câu trả lời khẳng định của Kiệt Sâm, trên mặt của nhóm người Lý Căn vô cùng hưng phấn. Kiệt Sâm đại nhân, đã như thế hay là chúng ta cũng thành lập một vương quốc đi? Lý Căn tộc trưởng chợt đề nghị. Đến lúc như thế thì chờ khi chúng ta chiếm Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, thậm chí có thể thành lập được đế quốc thứ 5 trên đại lục đó. Đúng thế đó, trước tiên là phải thành lập vương quốc, sau đó chiếm đoạt Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, chúng ta sẽ thành lập đế quốc. Nhóm người Mã Lợi Á tộc trưởng cũng sáng mắt tiếp lời. Thành lập đế quốc sao? Kiệt Sâm lập tức nở nụ cười. Các người cho rằng thành lập một đế quốc là dễ như thế hay sao? Vậy thì chúng ta cũng có thể thành lập một vương quốc trước thôi. Lý Căn tộc trưởng nói. Thành lập vương quốc? Kiệt Sâm trầm mặc hồi lâu nhưng lại lắc đầu. Vì sao thế, Kiệt Sâm đại nhân? Lý Căn khó hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta thực lực quá yếu. Kiệt Sâm nhìn mọi người trầm giọng nói. Thực lực quá yếu. Hiện tại, sở dĩ hỗn loạn trì lĩnh, Nam Vực Thập Tam Vương Quốc không bị các đại thế lực trên đại lục chú ý là bởi vì nằm ở chỗ xa xôi vắng vẻ. Hơn nữa bởi vì quá yếu nên không khiến cho các thế lực khác đi chú ý làm gì cho mọi mệt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Trùng kích bát dài. Nhưng nếu thành lập vương quốc hay đế quốc, cây to đón gió, rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của những thế lực cường đại. Phải biết rằng vào thời kỳ hỗn loạn của đại lục ngàn năm trước, trừ tứ đại đế quốc có đủ lòng tự tin tuyên bố thành lập đế quốc, ngoài ra cũng có rất nhiều thế lực ở nhiều tự lập quốc, nhưng đều không ngoại lệ lần lượt sụp đổ tàn rã, không có lưu lại dấu vết gì, chính thức tồn tại cũng chỉ có tứ đại đế quốc. Kiệt Sâm có thể cam đoan, nếu như hiện tại hỗn loạn trì lĩnh này lập tức chiếm đoạt Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, hơn nữa tuyên bố thành lập đế quốc, chỉ sợ không được bao lâu sẽ bị các thế lực xung quanh làm cho tàn rã. Mấy con mèo nhỏ xung quanh nhảy loạn các đế quốc này sẽ không chú ý, nhưng nếu là những con mèo nhỏ muốn duỗi răng nanh ra để hóa thân thành hổ, thì đây là điều mà các đại thế lực tuyệt đối sẽ không cho phép. Hiện giờ, việc chúng ta cần làm nhất là phải nhanh chóng mà phát triển. Về phần công chiến Nam Vực Thập Tam Vương Quốc thì cũng có thể tiến hành được, nhưng mà việc thành lập vương quốc thì cùng đế quốc thì tạm thời hãy khoan nghĩ tới đi. Hơn nữa, trên đại lục của vương quốc hay là đế quốc gì đó cũng chỉ là hư danh thôi. Chỉ có thực lực cường đại mới làm điều vĩnh hằng. Kiệt Sâm chậm rãi nói. Như chư quốc Tây Bắc, vương quốc vô số nhưng mạnh nhất chỉ đạt tới Hoàng Linh Sư Thất Giai. Mà Lộ Bỉ Ni Nhĩ vương quốc đồng dạng cũng là một vương quốc, nhưng lại có thể so sánh với toàn bộ chư quốc Tây Bắc.
đây là một sự chênh lệch rất rõ ràng. Nhóm người Lý Càn tuy trong những năm gần đây thực lực tăng trưởng, nhưng xuất thân từ hỗn loạn chỉ lĩnh nên tầm mắt dù sao vẫn còn quá hạn hẹp. Hơn nữa, trong nội tâm của Kiệt Sâm cũng có lòng kiên trì của mình. Với tính cách của hắn, hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho tốt nhất, phải trổ hết tài năng trở thành thế lực mà toàn bộ đại lục này không thể bỏ qua, mà không phải là ở thời điểm còn nhỏ yếu như vậy đã vội vã cao điệu xuất hiện. Sau lời khuyên can của Kiệt Sâm, nhóm người Lý Căn cũng thay đổi suy nghĩ trong lòng mình. Trên thực tế, chính Lôi Nặc cũng có ý niệm thành lập vương quốc, nhưng nghe Kiệt Sâm giải thích, hắn cũng không nói ra, trực tiếp bỏ qua. Ngược lại, A Cơ Mỹ Đức lại không hề có chút cảm giác gì với việc này. Đây là sự khác biệt giữa mình cùng với linh sư. Thân là một linh dược sư, tâm tư của Kiệt Sâm cùng A Cơ Mỹ Đức chỉ đặt trong việc học tập cùng nghiên cứu linh dược học, mà linh sư như Lôi Nặc vừa muốn tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời cũng hy vọng có thể thành lập ra một thế lực cường đại. Những ngày tiếp theo, Cam Đạo Phu bọn họ bắt đầu thu hồi lãnh thổ của hỗn loạn trì lĩnh, đem những thành trì dựa theo lớn nhỏ cùng vị trí địa lý, phân thành từng khu vực, tạo thành các cục chính trị giống như là từng hành tỉnh. Lý Càn tộc trưởng xuất lĩnh ra đội ngũ hỗn loạn trì lĩnh không ngừng quét qua quân đội của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, đem toàn bộ thành trì đã mất suốt một năm qua chiếm lĩnh trở về. Đương nhiên, còn những linh dược sư bị cướp đoạt cũng đã bị những quốc vương của những quốc gia kia trao trả trở lại. Đúng, đúng, thực sự là trao trả trở lại. Sau khi tin tức Sử Lai Mỗ bị đánh trọng thương, năm đế linh sư mà Khang Đốn cùng với Hỏa Linh Sư Tòa Lãng, bọn hắn bị hỗn loạn chi lĩnh đánh chết, đã chuyển trở về trong Nam Vực Thập Tam Vương Quốc. Toàn bộ Thập Tam Vương Quốc đều sợ đến ngây người. Những quốc vương khác và những cụ vương quốc đều đem hết những linh dược sư đã cướp đoạt của hỗn loạn chi lĩnh cùng kính trao lại biên cảnh của hỗn loạn chỉ lĩnh, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện hỗn loạn chỉ lĩnh này đừng động đến những bình thường đối với bọn họ. Phải biết rằng, từ sau khi Khang Đốn bọn hắn chết đi, Hoàng Linh Sư trong Nam Vực Thập Tam Vương Quốc này chỉ còn lại vài người thôi. Hơn nữa, chỉ là đề cấp cùng với trung cấp, căn bản không ngăn nổi hỗn loạn chỉ lĩnh tiến công. Mà làm sao cho hỗn loạn chỉ lĩnh cùng Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đều cảm thấy nghi hoặc, đó chính là Sử Lai Mỗ đã bị Kiệt Sâm đánh trọng thương bỏ chạy nhưng mà không chạy về Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, hoàn toàn biến mất không nghe tung tích. Nếu không có được Sử Lai Mỗ quay về chống đỡ, thì Nam Vực Thập Tam Vương Quốc này cũng sẽ không sợ hãi đến như vậy. Nhưng hỗn loạn chi lĩnh sẽ đình chỉ thảo phạt Nam Vực Thập Tam Vương Quốc hay sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Ngay thời điểm mọi người đang thương thảo cùng với thành lập kế hoạch làm sao để phạt chiếm lĩnh Nam, khu vực Vương Quốc, nhưng trong mấy ngày nay, Kiệt Sâm đã bế quan tu luyện trong hỗn loạn chỉ lĩnh. Vốn hắn khó có cơ hội quay về hỗn loạn chỉ lĩnh một chuyến, hắn phải cùng với phụ thân Lôi Nặc cùng đệ tử A Cơ Mễ Đức đoàn tụ một lần. Nhưng mà cuộc chiến với đám người Sử Lai Mỗ lần này làm cho hắn có rất nhiều cảm ngộ. Cơ hội tốt như vậy, Kiệt Sâm không muốn đơn giản lãng phí, hao tổn một ngày thời gian trị liệu thương thế trên người, sau đó hắn liền chuyên tâm bắt tay vào việc tu luyện. Hỗn loạn chi thành, phủ đệ của Khang Tư gia tộc. Đêm vô cùng im ắng và tối đen như mực, nhưng trên một mảnh đất trống, một thân ảnh khoanh chân ngồi im lìm, chính là Kiệt Sâm đang nhắm mắt tu luyện. Từng đạo ngũ sắc thần quang tản mát ra từ trên thân thể của hắn, đem toàn bộ sân nhỏ chiếu sáng rực rỡ. Ngũ hành linh lực như dòng sông không ngừng cuộn tràn, cọ rửa thân thể, bao trùm khắp kinh mạch cùng thân thể. Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của Kiệt Sâm chợt mở ra, một đạo hoàng sắc quang mang sảnh biếc bắn ra ngoài, toàn thân hắn bật dậy. Một đạo khí tức vô hình dâng lên hơn nữa, không ngừng kéo lên. Ngũ sắc thần quang chợt biến thành màu xanh biếc, linh lực uy áp khủng bố lan tràn, ngũ hành nguyên tố biến thành thủy nguyên tố hải dương, toàn bộ thiên địa tràn ngập thủy hệ nguyên tố, biến gương mặt Kiệt Sâm thành một mảnh xanh biếc. Thủy, nhu hòa, thai nghén vạn vật thế gian, bao dung hết thảy. Thủy, bền gàng vững chí, nước chảy đá mòn, cũng hủy diệt vạn vật. Trong miệng của Kiệt Sâm thì thầm, thân hình có chút chao đảo, thủy hệ nguyên tố tràn ngập quanh thân, không ngừng diễn biến, pháp tắc lực lượng lưu chuyển làm cho Kiệt Sâm trầm mê bên trong. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại lúc giết chết Nhã Lỗ Vương Quốc đệ nhất cao thủ Hoắc Phu Mạn, trong cuộc chiến đấu người kia đã biểu hiện ra thực lực của thủy hệ pháp tắc. Pháp tắc thực sự là rất huyền ảo, thủy hệ bổn nguyên pháp tắc lực lượng rốt cục là cái gì đây? Trong miệng của Kiệt Sâm thì thầm, muốn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng bổn nguyên tố thủy hệ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra. Thân hình của hắn cao chao đảo, thủy hệ pháp tắc không ngừng tiêu tán, nguyên tố xanh biếc nồng đậm chậm rãi chuyển hóa thành một hệ lực lượng. Trong khoảnh khắc, sân nhỏ chỉ còn lại một hệ nguyên tố.
Ở trong đầu của Kiệt Sâm, Mộc Linh Châu chợt xoay tròn, từng đạo mộc hệ sinh mệnh hoạt lực nồng đậm lan tràn khắp thân thể của Kiệt Sâm. Mộc hệ đại biểu sức sống, là đại biểu sinh cơ, nhất tuế nhất khô vinh, phồn vinh héo tàn, tính trạng là nước, sinh tinh tử. Kiệt Sâm không ngừng lẩm bẩm, cảm thụ mộc hệ linh lực tràn ngập cơ thể cùng với sức sống trong thân thể mình, cảm ngộ huyền ảo bên trong nó. Thời gian dần trôi qua, mộc hệ linh lực thay đổi thành hỏa hồng sắc hỏa hệ nguyên tố. Hỏa hệ nguyên tố đầy trời không ngừng biến ảo thành hỏa điểu, hỏa diễm, không ngừng bay dượn trên không trung, nhảy lên, tụt xuống, rồi chiếu sáng cả khoảng sân nhỏ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, kênh MC Annie. Trùng kích bát dài. Hỏa, nhiệt tình báo loạn, thiêu tấn hết thảy, hủy diệt thế gian. Hỏa mang đến trí tuệ, phát triển văn minh, thành tựu thiên cổ. Không biết từ lúc nào hắc sắc trọng kiếm xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, từ bên trong cảm nhận được khí tức hỏa diễm hủy diệt hết thảy. Đồng thời, trong đầu của Kiệt Sâm không ngừng hiện hiện lên hình ảnh chiến đấu của đệ nhất cao thủ La Diệu Vương Quốc, đế linh sư hỏa hệ đề cấp, đứt dị thác, hỏa diễm đầy trời khắc sâu vào trong nội tâm Kiệt Sâm. Bên trong thần viện phủ Khang Tư gia tộc, hỏa diễm lan ra rất nhanh, bên trong tro tàn lại tản mát ra khí tức thổ hệ nguyên tố tán giật. Trong bất tri bất giác, toàn bộ sân viện đều tràn ngập thổ hệ nguyên tố. Thổ, trầm trọng trầm ổn, chân thật đáng tin. Căn bản, vạn vật xâm nhập, thổ dưỡng dục thể nhân, xâm la vạn trượng, cung cấp phổ diễm sinh tồn. Kiệt Sâm dẫm trên đại địa, nhịp đập đại địa dọc theo thân thể của hắn tiến vào bên trong tâm linh. Thổ linh châu xoay tròn trong đầu Kiệt Sâm, thân thể hắn lập tức bao phủ hắc ngọc khải giáp, càng thêm cảm ngộ sâu sắc thổ nguyên tố xung quanh. Một tia bổn nguyên tắc pháp tắc thổ hệ không ngừng nhấm thập vào Kiệt Sâm, làm cho hắn như say như xì. Kiệt Sâm hồi tưởng lại cuộc chiến cùng Sử Lai Mỗ trước đó, phách tuyệt hoàng đao chém xuống, thổ nguyên tố vô tận sôi trào, thổ hệ nguyên tố pháp tắc không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, thực lâu không tiêu tan. Trong hoảng hốt, thổ nguyên tố chợt tán loạn, kim quang chói mắt bắn ra, Kiệt Sâm biến thành kim sắc chiến thần, khắp xung quanh đều tản ra vô số kim sắc kiếm ảnh. Kim Linh Châu chuyển động rất nhanh trong đầu của hắn. Kim hệ nguyên tố kết giới thoáng chốc lan tràn bên ngoài thân thể của Kiệt Sâm, bao phủ cả sân viện. Bên trong sân viện có vốn tạo cho người ta cảm giác thâm trầm nặng nề, bỗng chốc biến thành kim hệ nguyên tố hải dương. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập kim hệ linh lực cường hoành, đem toàn bộ phủ đệ của Khang Tư gia tộc này phủ lên một mảnh vàng rực rạng rỡ. Kim, chí dương chí cường, chạm phá thế gian vật, kim có thể ôn nhu. Toàn thân của Kiệt Sâm tản mát ra kim sắc quang mang, đôi mắt có hào quang lưu chuyển bước ra hư không. Kim hệ linh nguyên tố trong không khí thoáng cái sôi trào, tổ hợp quỷ dị, vô số kim sắc kiếm ảnh bay vút ra khỏi thân thể của Kiệt Sâm, ngàn vạn đạo kim quang xuất hiện trong sân tạo thành kiếm chỉ thế giới. Cứ như vậy, Kiệt Sâm lặng lặng đứng im trong sân, kiếm ảnh vô tận dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng khí tức trên người của hắn chưa từng mất đi, ngược lại lại càng thêm tăng lớn. Ngay lập tức trên người hắn phát ra hào quang lần nữa, ngũ sắc quang mang không ngừng bao phủ quanh thân của hắn, sáng lạn, tuyệt mỹ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành diễn hóa, sinh sôi không ngừng, đại đạo lầm thế, vạn năm vĩnh tồn. Từng đạo ngũ sắc, kim sắc pháp tắc rõ ràng hiện ra trong đầu Kiệt Sâm, một loại cảm giác huyền diệu vô hình diễn biến trong đầu của hắn. Cuối cùng ngũ hành quy nhất tạo thành một vòng tuần hoàn, bắt đầu lưu chuyển trong thân thể. Lực lượng trong người của hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng, Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời thét to, linh lực thất giai thoáng chốc sôi trào, khí tức không ngừng tăng vọt, muốn phá tan gồng gùm xiển xích thất giai để đạt tới bát giai cảnh giới. Linh lực đáng sợ cuồn cuộn, nhưng ngay khi khí tức của Kiệt Sâm đạt tới đỉnh điểm, thì toàn bộ hư không chợt hỏng mất, ngũ sắc thần quang trên người Kiệt Sâm chợt tán loạn, biến thành linh lực nguyên tố đầy trời, tiêu tán bên trong không khí mà ngũ hành nguyên tố cũng dần dần thối lui. Thân hình của Kiệt Sâm trao đảo, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Hả? Đã thất bại sao? Bởi vì sao ta lại thất bại? Trong lòng Kiệt Sâm thì thào, ngay lập tức. Lại phá cho ta? Trong nội tâm Kiệt Sâm gào thét. Khí tức trong cơ thể của Kiệt Sâm tụ tập lại lần nữa, ngũ sắc thần quang lại xuất hiện, lập tức kéo lên cao.
nhưng ngay khi khí tức kiệt sâm lại leo lên đỉnh phong, lại không cách nào đột phá bành trướng thất giai tiến vào bát giai. Mỗi lần trùng kích không thành thực, lực lượng liền yếu bớt đi, linh lực nguyên tố lại tiêu tán, bổn nguyên khí, khí tức ngũ hành lần nữa lại thối lùi. Trên mặt kiệt sâm đỏ tươi, đầy vẻ bệnh trạng, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Lại thất bại? Tại sao lại thất bại? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể từ thất giai để đột phá đến bát giai? Trong sân, Kiệt Sâm không ngừng thì thào cau mày, không hề để ý đến thân thể bị thương của mình, lau đi tơ máu nơi khóe miệng, toàn thân lâm vào trầm tư. Hoàng linh sư thất giai đề cấp, linh sư lại cần tích lũy linh lực cùng với lĩnh ngộ pháp tắc. Mà ở phương diện tích lũy linh lực thì cơ thể ta đã đạt tới đỉnh phong. Mà rất nhiều người bị kẹt lại cảnh giới thất giai là bởi vì không cảm ngộ về nguyên tố pháp tắc. Vậy nhưng ta là không nói thứ nào khác. Ở phương diện cảm ngộ kìm hệ pháp tắc, ta đã sớm thi triển được kiếm chỉ thế giới. Đây là cảnh giới mà thuật nhiều đế linh sư còn chưa cảm ngộ được. Hơn nữa, phương diện của những thuộc tính khác, tuy là còn kém hơn kìm hệ pháp tắc, nhưng mà có được mộc linh châu cùng với thổ linh châu, thì đương nhiên là ở phương diện thổ hệ cùng mộc hệ cũng không yếu. Vậy nhưng vì sao ta không cách nào tàn phá ra cảnh giới thất giai để đạt tới đế cấp? Rốt cuộc là khiếm khuyết điều gì? Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc khó có thể tin. Thực lực của ta đã mạnh mẽ siêu việt tuyệt đại đa số đế linh sư cao cấp và đạt tới cảnh giới đế linh sư đỉnh phong. Có được thổ linh châu, kim linh châu và mộc linh châu, làm cho bản thân lĩnh ngộ pháp tắc siêu việt hơn người khác, lại còn lĩnh ngộ được kiếm chỉ thế giới. Nó ra đủ kinh thế hãi tục. Đại lục ngàn năm này chưa chắc đã xuất hiện một người như ta. Nhưng vì sao tao không thể nào mà đột phá được thất giai lên bát giai? Rốt cuộc là thế nào? Kiệt Sâm nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu rõ. Thất giai, tấn cấp bát giai hoàn toàn là nhờ phương diện lĩnh ngộ pháp tắc. Một là hóa thân nguyên tố, một là khống chế nguyên tố, hình thành nguyên tố kết giới. Nói với khống chế nguyên tố, ngay cả nguyên tố thủ ấn cũng có thể ngưng tụ. Hắn đã hoàn toàn làm được hết tất cả những điểm này. Hơn nữa, trong thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua bát giai cao cấp, bước lên bát giai đỉnh phong cảnh giới. Một thoáng, Hoàng Linh Sư đủ đạt điều kiện hơn cả bát giai đỉnh phong, vậy mà không cách nào bước ra khỏi cảnh giới đế linh sư. Việc này... Kiếp trước, Kiệt Sâm không phải là linh sư, chưa bao giờ tu luyện được qua linh lực, rốt cuộc đã nghĩ mãi vẫn không biết do nguyên nhân gì. Vậy thì chẳng lẽ, đúng như lời nói của Khắc Phù Lâm trưởng lão, là do trong cơ thể của ta có quá nhiều thuộc tính sao? Kiệt Sâm nghi hoặc. Không, vậy nhưng thuộc tính trong cơ thể của ta hoàn toàn là vì linh thần quyết. Sở dĩ biểu hiện ra ngũ hoành thuộc tính là do ta uống vào ngũ hoành luân hồi dược tề, đế cấp bát giai. Kỳ thực bản chất vẫn chỉ là linh thần quyết thuộc tính. Chẳng lẽ, như vậy cũng hạn chế sao? Phải đợi toàn bộ ngũ hành thuộc tính đều đạt tới mức độ đỉnh phong thì mới có thể tấn cấp sao? Hay là còn bởi vì nguyên nhân nào khác? Kiệt Sâm không sao hiểu rõ. Tấn cấp bát giai đế linh sư, rốt cuộc ta phải làm thế nào? Kiệt Sâm thầm thì, hắn là linh dược sư, trước tiên luôn đem phương pháp suy nghĩ nghiêng về linh dược tề. Vậy nhưng lần này thì... Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thành tội ác. Bởi vì ta tu luyện linh thần quyết, ta đã từ lục giai tấn cấp đến thất giai, đã phải uống ngũ hành luân hồi dược tề thượng phẩm. Nhưng mà từ Hoàng Linh Sư muốn tấn cấp đến đế linh sư phải uống loại dược tề gì đây? Thánh cấp linh dược tề cửu giai chắc? Kiệt Sâm không khỏi cười tự giễu. Đời trước của hắn một lòng nghiên cứu linh dược học, linh thức lưu, liều lĩnh đề cao cường độ thân thể của mình, làm cường độ thân thể tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, kiếp trước có vài tên cường giả tùy tùng của hắn, căn bản không cần tự mình đi thu thập tài liệu, mọi việc đều có người thay hắn chuẩn bị. Nhưng ở kiếp này hắn có hai thân phận linh sư cùng linh dược sư, cần phải tốn hao rất nhiều linh tinh lực, cũng không phải là tốn hao thời gian trong việc tăng lên cường độ thân thể. Đồng thời cũng không có cường giả định cấp thay hắn đi thu thập tài liệu linh dược, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Điều này cũng đưa tới kết quả hiện tại cường độ thân thể của hắn chỉ đạt tới bát giai đỉnh phong mà chưa tiến được vào cửu giai. Trọng yếu hơn chính là Kiệt Sâm cũng hiểu được, nếu dựa vào linh dược tề thăng cấp sẽ tạo nên hậu quả ỷ lại vào linh dược tề, cuối cùng mỗi lần tấn cấp đều phải tự dựa dẫm linh dược tề, không cách nào tự chủ đột phá. Đây là nguyên nhân mà Kiệt Sâm hoàn toàn có năng lực dùng linh dược tề để giúp Lạc Khố Ân tăng lên bát giai, nhưng hắn lại không làm vậy. Với thể chất mộc linh thể của Lạc Khố Ân,
căn bản không hề gặp phải bão hòa. Chỉ cần không ngừng tích lũy, muốn tấn cấp đế linh sư là chuyện nắm chắc. Mà nếu dùng linh dược tề thay hắn tấn cấp, ngược lại sẽ làm hại cho hắn. Dù sao, phương pháp dùng linh dược tề mà trực tiếp đạt tới cảm ngộ pháp tắc cùng với tự bản thân lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, tuy kết quả cuối cùng đều giống nhau, nhưng hiệu quả lại khác nhau. Trong quá trình tự mình lĩnh ngộ chắc chắn sẽ là tích lũy, tu luyện, đối với việc phát triển trong tương lai của linh sư mới có được trợ giúp nhất định. Xem ra, cảm ngộ của ta trong phương diện ngũ hành pháp tắc này vẫn còn chưa đủ rồi, lại phải tiếp tục cố gắng. Kiệt Sâm lẩm bẩm. Vậy thì chỉ cần ta thực sự là lĩnh ngộ nó, nhất định có thể tấn thăng bát giai. Nghĩ tới đây, nội tâm của Kiệt Sâm chợt bình tĩnh lại. Vậy thì không phải là chỉ là cảm ngộ pháp tắc thôi hay sao? Ta còn không tin là ta không thể tấn cấp bát giai. Nếu là linh sư bình thường gặp phải tình huống như vậy thì chỉ sợ đã sớm nản chí. Lĩnh ngộ pháp tắc không phải là nói muốn là có thể. Điều này cần có cơ hội cùng với thiên phú. Toàn bộ đại lục là biết bao nhiêu hoàng linh sư kẹt tại cửa ải này. Cả đời cũng không thể tiến bước vào cảnh giới đế linh sư. Nhưng trong lòng Kiệt Sâm không hề có chút áp lực. Hắn trọng sinh tới thế giới này lúc 17 tuổi. Hiện tại hắn đã 24. Đã qua 7 năm thời gian, hắn một đường tấn cấp tới bây giờ. Thiên phú như vậy muốn tấn cấp đế linh sư đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn. Hơn nữa Kiệt Sâm này là ai? Ở tình huống của kiếp trước, hắn còn có thể tự mình mở ra một con đường, trở thành linh dược thánh sư cửu giai. Điểm khó khăn này đối với hắn mà nói là căn bản không hề có chút trở ngại. Cho dù là hắn thực sự không thể cảm ngộ thành công, thì Kiệt Sâm vẫn còn có cách khác giúp cho bản thân mình tấn cấp. Đối với việc này, Kiệt Sâm rất có lòng tin. Nghĩ vậy, Kiệt Sâm phục hồi lại tinh thần đi trở về gian phòng của mình. Hắn ngẩng đầu, chợt phát hiện bên ngoài sân hiện giờ phút này rất nhiều người. Nhóm người lôi nặc bị khí tức vừa nãy hắn trùng kích bát giai làm cho kinh động. Nguyên một nhóm người đang im lặng đứng ngay trước cửa ra vào nhìn hắn. Nhìn thấy Kiệt Sâm, trong mắt của lôi nặc không khỏi toát ra tia lo lắng, nhưng trên mặt lại hiện ra dáng tươi cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Kiệt Sâm à, trùng kích bát giai là bị thất bại cũng không có gì đâu. Nhớ năm đó, phụ thân cũng trùng kích mấy lần mới có thể thành công. Chuyện này là bình thường thôi, không nên nản chí. Sợ rằng Kiệt Sâm không chịu được đả kích nên lôi nặc không nhịn được phải an ủi. Nghe được lời nói của lôi nặc, Kiệt Sâm thoáng sững sờ, lập tức ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm. Hắn không khỏi cảm thấy có chút cảm động. Phụ thân, năm đó con ở Tây Tư Linh Dược Học Viện đã bị nhốt trong linh ngũ cấp nhiều năm như thế, con còn không nản chí. Cha cho rằng có chút khó khăn này thì có thể đánh ngã con hay sao? Kiệt Sâm nhịn không được cười cười nói. Nhìn thấy biểu hiện đầy tự tin của Kiệt Sâm, lôi nặc cũng nở nụ cười. Hồi tưởng những gì đã xảy ra trong quá khứ, lôi nặc nhịn không được phải cảm khái. Đúng thế, trên đời này có chút thứ đồ vật gì có thể đánh ngã được con của ta sao? Không có. Ngay khi Kiệt Sâm còn đang không ngừng tu luyện trong hỗn loạn chi thành, tại Tát Cáp Lạp Hoang Mạc. Nơi này là một hoang mạc thuộc phía bắc của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Quanh năm có ít người tù lùi tới, không có một bóng người. Giờ phút này nơi biên cảnh phương Bắc hoang mạc, một thân hình cụt tay đang từ trong hoang mạc bão cát lảo đảo bước đi. Người này chính là đệ nhất cao thủ thập tam vương quốc bị Kiệt Sâm kích thương, đế linh sư bát giai cao cấp Sử Lai Mỗ. Sử Lai Mỗ đi ra khỏi hoang mạc, trong miệng ho khan ra hai cục máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt suy yếu nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa hắc sắc thành trì như ẩn như hiện. Trên mặt của Sử Lai Mỗ lộ vẻ vui mừng, thân thể lảo đảo bay vút lên, xông về hướng tòa thành trì. Một lát sau, hóa ra, hiện ra trước mắt hắn. Đó là một tòa thành trì vô cùng đồ sộ, toàn thân ngầm đen. Điện cửa thành có hai chữ Nam Thành. Tội ác thành, Nam Thành. Tội ác thành, sóng tháp Tam Thành Tứ Đế Quốc, một trong 9 đại thế lục đỉnh cấp của đại lục, một trong Tam Thành. Tội ác thành được chia làm 5 tòa thành trì. Trong đó, trung tâm thành là hạch tâm của tội ác thành, mà 4 tòa thành trì còn lại thì thủ hộ xung quanh 4 phương của trung tâm thành. Sử Lai Mỗ xông thẳng vào trong thành trì. Là ai dám dừng ngoài tội ác thành? Ngay khi Sử Lai Mỗ vừa bay vào thành trì, ngay lập tức có 4 đạo thân ảnh phóng lên, không trùng vây quanh hắn. Linh lực đáng sợ từ trên 4 người kia tản ra, 4 người cầm vũ khí trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn Sử Lai Mỗ quát lớn. 4 người kia đều là hoàng linh sư, nhưng chỉ dùng để thủ hộ cửa thành. Mau, mau nhanh lên, nhanh chóng, chỉ cát nhĩ là y thành chủ đại nhân,
Nó là Nam Vực Thập Tam Vương Quốc Sử Lai Mỗ cầu kiến. Trong miệng của Sử Lai Mỗ suy yếu lên tiếng, đồng thời trong tay lấy ra một khối lệnh bài đen kịt. Trên lệnh bài có hai chữ rất yêu dị: tội ác. Sau khi móc ra tấm lệnh bài, Sử Lai Mỗ cô không chịu được nữa, từ trên không rơi xuống. Một người vội vã tiếp lấy hắn, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kinh hô: là tội ác lệnh, mau, mau nhanh lên, đi thông chi cho thành chủ đại nhân. Bốn người mang theo Sử Lai Mỗ lập tức bay về vị trí chủ thành trung tâm màu đen, nơi có một tòa kiến trúc rất lớn sừng sững, vô tận uy nghiêm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Cát Nhĩ La Y. Tội ác thành, Nam Thành. Nơi này là một mảnh kiến trúc to lớn, bề ngoài màu đen, khí thế rộng rãi, toàn bộ đại điện cao hơn 10 trượng, diện tích rất lớn, xa xa nhìn lại cho người ta cảm giác hít thở không thông. Nơi này là thành chủ phủ của Nam Thành, đại biểu cho trung tâm quyền lực của Nam Thành Tội Ác Thành, có được uy nghiêm vô tận. Bên trong đại điện nghị sự thành chủ của Nam Thành. Đây là một đại điện khí thế thâm trầm, những thành chủ bình thường đều được thiết kế tráng lệ, cho dù là đại sảnh nghị sự cũng sẽ kiến tạo kim bích huy hoàng, khiến cho người ta có cảm giác xinh đẹp uy nghiêm. Nhưng đại điện này lại là màu đen, không biết dùng loại tài liệu gì để xây dựng thành. Trên vách tường điêu khắc có vô số linh thú vô cùng sống động, làm người nhìn vào không tự chủ được sẽ bị hãm sâu vào bên trong. Nhưng đáng sợ nhất là bộ dạng của những linh thú này, nguyên một đàn đều có vẻ bề ngoài dữ tợn, hình thế khổng lồ, hơn nữa còn đang chém giết thảm thiết lẫn nhau. Hoặc là cắn xé đối thủ, hoặc là một móng vuốt chụp nát đầu của linh thú khác, hoặc là một ngửa mặt trên trời, gào thét, lộ ra răng nanh huyết tinh dữ tợn, thê lương, máu tươi chảy xuôi trên đất thống khổ kêu rên, đập vào trong mắt người sâu sắc làm cho lòng người phải rung động khó tả. Giờ phút này, bên trong đại điện, một nhóm hắc y nam tử đang lặng lẽ đứng nơi đó, trên thân toát ra khí tức kinh người, yếu nhất là Hoàng Linh Sư Thất Giai, mà trên thân mấy người đứng phía trước lại càng thêm cường hãn tới kinh người. Loại đế uy kinh khủng này rất hiển nhiên khiến cho bọn hắn đều là bát giai cao cấp hoặc là bát giai đỉnh phong cường giả. Cường giả như vậy vô luận là đại địa phương nào đều là nhân vật uy danh hiển hách, cho dù là trong tứ đế quốc tuyệt đối có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc đỉnh cấp nhất. Mà giờ khắc này, những cường giả đều phóng ra bên ngoài đều sẽ làm người ta run sợ, lại cung kính đứng cúi đầu trong đại điện, không dám có chút dị động. Đơn giản là vì có người đang ngồi trên bảo tọa, trên đại điện. Đó là một nam tử gầy gò, mặc thổ hoàng sắc trường bào, mái tóc giống như ngàn vạn đầu rắn độc đang vặn vẹo uốn éo. Nam tử kia chỉ im lặng ngồi trên tòa bảo, lại tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm vô tận. Khí tức đáng sợ làm người ta không tự chủ được phải run lên, phảng phất như trở thành trung tâm của thế giới. Ở trước mặt của hắn, toàn bộ đám người đều nín thở cúi đầu, không dám có chút bất kính. Nam tử này là một trong tứ đại vệ thành của Tội Ác Thành, Nam Thành thành chủ Thánh Linh Sư Cửu Giai đề cấp, Cát Nhĩ La Y. Hắn là một vị vương duy nhất trong Nam Thành Tội Ác Thành, không ai dám ngỗ nghịch hắn dù chỉ một lời. Ngay khi đám người đang cúi đầu im lặng đứng một bên dưới đại điện, một lão giả mặc linh sư bào vội vàng xông vào bên trong đại điện. Thành chủ đại nhân! Người quỳ xuống cung kính lên tiếng. Sử Lai Mỗ đã tỉnh rồi. Tỉnh sao? Tốt, chư vị, hãy lùi ra đi. Cát Nhĩ La đứng lên, bước xuống dưới đại điện sau đó đi ra ngoài, đồng thời lên tiếng nói. Đi thôi, Thác Nhi Nhĩ, dẫn ta đi xem Sử Lai Mỗ. Kiệt Thụy Mễ, các người cùng nhau đi đi. Vâng. Ba người đứng trước đại điện cung kính lên tiếng, sau đó đi theo Cát Nhĩ La Y cùng đi ra ngoài. Thẳng tới khi bóng lưng của Cát Nhĩ La Y biến mất thì những người còn lại trong đại điện mới thối lui. Một phía sau, năm người Cát Nhĩ La Y xuất hiện trong một gian phòng. Ngay trung ương phòng có một chiếc giường lớn, Sử Lai Mỗ hừ thoát nằm ở bên trên. Bên trong phòng tràn ngập hương vị linh dược tây nồng đậm. Cát Nhĩ La Y đại nhân, ngài nhất định phải giúp ta báo thù. Nhìn thấy nam tử đầu lĩnh, Sử Lai Mỗ lập tức yếu ớt lên tiếng. Vừa muốn ngồi dậy nhưng hắn chỉ còn một cánh tay, làm sao cũng không chống đỡ nổi thân thể. Báo thù cho người sao, Sử Lai Mỗ? Người không phải là thủ hộ gà của Địch Khắc Vương Quốc, là Nam Vực Thập Tam Vương Quốc hay sao? Như thế nào lại biến thành bộ dạng như thế này? Là ai đã làm tổn thương đến người?
Cát Nhĩ La Y nhìn Sử Lai Mỗ đạm mạc nói. Cát Nhĩ La Y đại nhân là một tên gia hỏa, tên là Kiệt Tư của hỗn loạn chỉ lính. Nghe được câu nói của Cát Nhĩ La Y, Sử Lai Mỗ cắn răng lên tiếng, trong ánh mắt ánh ra đầy cửu hận. Cái gì? Hỗn loạn chỉ lính Kiệt Tư? Cát Nhĩ La Y nhướng mày. Rốt cuộc thế là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi là đệ tử xuất thân từ tội ác thành này, dùng thực lực của ngươi còn vận dụng cấm thuật, đế linh sư bình thường không phải là đối thủ của ngươi. Ta đã biết rõ về hỗn loạn chỉ lính, là một tiểu thế lực nằm gần Vân Vũ triều trạch. Lúc đó cũng khó tìm được một đế linh sư, chẳng lẽ còn có người làm bị thương được ngươi? Hơn nữa, ngươi là thủ lĩnh của Nam Vực Thập Tam Vương Quốc, có liên quan tới hỗn loạn chỉ lính thế nào? Sử Lai Mỗ là đệ tử của tội ác thành, là một trong 9 đại thế lực đỉnh cấp của đại lục. Khó trách có được phách tuyệt hoàng đao, cùng với linh cấm thuật là những thứ mà đế linh sư bình thường không thể nào có. Cát Nhĩ La đại nhân à, sự tình là thế này. Sử Lai Mỗ gian nan đem biến hóa của hỗn loạn chi lính những năm gần đây, cùng với tình huống bồi dưỡng rất nhiều linh sư nơi đó. Tất cả một nơi, trong một năm nay, Nam Vực Thập Tam Vương Quốc tấn công hỗn loạn chi lính kể lại một lần. Hỗn loạn chi lính, không ngờ bây giờ đã đổi chủ nhân. Một người tên là Lôi, một người tên là Kiệt Tư, lại còn thống nhất hỗn loạn chỉ lính, bồi dưỡng được không ít linh dược sư. Thú vị, rất thú vị. Cát Nhĩ La Y nhẹ nhẹ cười nói, trên mặt vẫn bình tĩnh không hề có chút biến hóa. Địa phương nhỏ như hỗn loạn chỉ lính cho dù có cái gì thay đổi, nhưng với thân phận cùng với địa vị của Cát Nhĩ La Y thì căn bản không cần phải quan tâm. Vậy thì người nói, người chính là bị Kiệt Sâm kia thương tích hay sao? Hắn có lại lịch như thế nào? Chẳng lẽ là đế linh sư đỉnh phong à? Cát Nhĩ La Y tiếp tục hỏi. Có thể đem Sử Lai Mỗ đánh trọng thương mà không giết chết, thì chỉ có đế linh sư đỉnh phong là có khả năng. Cát Nhĩ La Y lại nhân à? Kiệt Tư kia rốt cuộc có cấp bậc gì ta cũng không rõ đâu. Nhưng mà thực sự hắn có được lực lượng của đế linh sư đỉnh phong. Mà Lôi là đế linh sư trung cấp, trọng yếu hơn chính là Kiệt Tư, thoạt nhìn mới chỉ 22 tuổi thôi. Nói tới Kiệt Sâm, trong đôi mắt của Sử Lai Mỗ tràn đầy cửu hận. Cái gì? Sao lại nhỏ tuổi như vậy? Cát Nhĩ La Y không khỏi giật mình. Sử Lai Mỗ, là ngươi đã nhìn lầm. Thực lực bát giai đỉnh phong hơn 20 tuổi, đó là khái niệm gì? Cho dù là bên trong tội ác thành cũng không có được một thiên tài như thế. Đại nhân à, ta tuyệt đối không có nói hoang đâu. Kiệt Tư chỉ bằng từng ấy tuổi đã có được thực lực như thế rồi. Ngài nhìn ta đây, tương lai lớn lên không nói chừng sẽ trở thành tử địch của tội ác thành. Cát Nhĩ La Y đại nhân à, người nhất định phải thay con dân Nam Vực Thập Tam Vương Quốc báo thù đó. Sử Lai Mỗ thống khổ nói. Báo thù sao? Cát Nhĩ La Y nở nụ cười. Sử Lai Mỗ, người nói đi, nguyên nhân chân chính người tấn công hỗn loạn chi lính là cái gì? Đừng nói với ta là vì linh dược sư của hỗn loạn chi lính. Nam Vực Thập Tam Vương Quốc đúng là thiếu khuyết linh dược sư, nhưng mà cũng không tới mức vì một ít linh dược sư mà toàn bộ đế linh sư đều xuất động, cuối cùng là khiến toàn quân bị diệt như vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.